Có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ có ai đâu ngờ một ngày bình thường như ý thơ khứa ra gần mani chính ngày hôm nay bình thường thanh tâm quả dục. Có cái mỏ hỗn bố láo đố đứa nào địch lại chỉ chuyên tâm nghiên cứu ma pháp ấy thế mà bỗng một ngày bị con đĩ tình yêu quật cho không trượt phát nào. Có nằm mơ thánh cũng điếu ngờ hiện tại mình đang gặp phải vấn đề nan giải đó chính là không biết nên giao tiếp với cô yêu tinh tộc elf xinh đẹp mình thích từ cái nhìn đầu tiên này như thế nào. Câu chuyện đau đầu lại đành quay lại một ngày trước trong sân đột nhiên có tiếng kêu la thất thanh cầu cứu. Ở ngoài đó có thằng cha pháp sư biến thái đang có ý hấp diêm bé nó may sao thằng cha ấy mới chỉ kịp cất bỏ lớp cúc áo ra gần đã kịp bẻ cổ thằng cha khốn nạn giải cứu cho gái sinh. Vốn bên chẳng có hứng thú với đàn bà nên dù thân hình nuột nà của bé nó trơ ra trước mắt khứa chẳng thèm nhìn thêm cái nào giúp nhỏ khôi phục quần áo như mới. Đúng lúc này thằng bạn thân trời đánh Brabatos chạy tới chơi vô tình chạm vào ma pháp anh mới thiết lập làm thánh khó chịu ra mặt nhìn nó với hàm ý hộ mày chán sống hả thằng cờ hó này. Biết mình vừa chọc giận thằng cha khó ở Brabatos mau mải đi tới ôm vai bá cổ xin lỗi các kiểu xong còn bật mí. Với mên buổi hội trợ đấu giá của Ma Vương thứ 13 sắp diễn ra dù anh tới đó đấu vài món có giá trị mang về nghiên cứu. Lúc đầu Khứa nghĩ thằng mặt lợn này hơi cà lơ phất phơ một tí cơ mà nể công nó mang tới tin tức thú vị nên tạm tha cho. Tuy nhiên tới hôm đi hội thánh mới ngớ người hóa ra nó dụ dỗ mình đi chỉ để mượn tiền đấu giá mấy thứ đồ đen tối đúng là bạn bè quần quẻ. Khổ nỗi nó có mỗi anh là bạn nên điếu còn ai để bám víu cả liền hứa xong việc sẽ kiếm cho anh mấy em chân dài về tha hồ sung sức cơ mà anh điếu có hứng thú. Hơn nữa hôm nay có vẻ binh lính tuần tra nhiều hơn mọi lần thì phải. Baratos đành phải thông não cho thánh tộc suốt ngày du rú trong nhà nghiên cứu ma pháp bọn họ đang điều tra vụ có khá nhiều phụ nữ và trẻ em bị mất tích từ nhà thờ trong thị trấn. Ra gần đánh giá tụi nó chơi ngu ác dám đối đầu với cả nhà thờ có chi khí đấy. Bên trong hội trường đông kín mít không còn chừa ghế nào. Cũng phải thôi đứng đầu giới pháp sư có 13 người nay ông cuối cùng vừa quy tiên bái Phật để lại toàn báu vật thượng phẩm nên ai cũng muốn kiếm cho mình ít đồ quý giá. Đồng thời để thể hiện bản thân mong sao bứt phá lọt vào mắt xanh của 12 vị trưởng lão còn lại để được ngồi vào cái ghế 13 vừa trống kia. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu thứ được lôi ra đầu tiên chính là người đáng lẽ được đưa tới cho ma vương thứ 13. Nay ông ta hết đường sở hữu rồi nên ban tổ chức đem ra cho mọi người đấu giá tìm chủ nhân mới. Không ai khác thứ đó là một cô gái tộc elf xinh đẹp đáng thương vô tình bị đem ra làm vật phẩm đấu giá cứ nghĩ khứa ra gần cứng thế nào quyết trí xanh lá đám đàn bà ra sao thực chất thanh niên chỉ chưa gặp cô em đúng gu của mình thôi người dẫn chương trình mới nói được nửa kịch bản khen cô này tóc trắng thuộc loại hàng hiếm mua về dùng ở lĩnh vực nào cũng chỉ có mê ra gần ở phía trên ra giá một triệu đồng vàng khiến cả hội trường trầm trồ ồ lên vang dội ba bà quay qua hốt hoảng mắng khứa này bị điên hả thằng ngáo nhỏ này trông cũng sinh cơ mà ngoài kia đầy hàng ngon hơn lát ra kia tao kiếm cho còn rẻ hơn gấp bội ra gần biết là thế nhưng trái tim mấy chục năm mới chịu mở cửa đang thôi thúc anh rằng hay mua bé này anh chỉ cần bé thôi. Sự yếu đuối mong manh hiện khiến người ta có cảm giác bé này đáng để yêu thương. Anh vừa muốn bảo vệ vừa muốn đưa bé về nhà nâng như nâng trứng hứng như hoa chiều trụ bù đắp cho bé. Thằng bạn vẫn có ý định giúp anh tỉnh táo lại nên hỏi anh mua bé về làm gì thì bất ngờ cái mặt hắc ám đột nhiên quay qua nhìn khiến nó hoảng hết dám nhiều lời. Đột nhiên cảm thấy tội cho bé kia khi lọt vào tay thằng cha dở dở ương ương mở miệng ra là chê đàn bà phụ nữ. Ra gần đi xuống xác nhận cô bé đầu óc bình thường không bị bất cứ nguồn ma pháp nào thao túng đúng chứ. Tên MC bỗng nhận được áp lực vô hình vội vã giải thích người đẹp hoàn toàn tỉnh táo tàu, còn về cái vòng kiểm soát do bọn ban tổ chức bất tài vô dụng điếu biết cách mở ra nên mới để nó Cơ mà trong khứa này phèn phèn ai ngờ đại gia ngầm đội nốt người nghèo vung tiền kinh phết. Bước đầu tiên thành công rước người đẹp về dinh cũng chính là cái cảnh ở đầu phim đó mấy chế. Bây giờ chuyển qua bước thứ hai thanh tính bắt chuyện với vợ sao cho ấn tượng nhất tuy nhiên nghỉ nửa ngày trời chưa dặn ra nổi câu nào cho hợp lý mở đầu bằng câu hôm nay trời đẹp thế nhỏ lại tưởng khứa ất ơ thì chết mà bảo nàng nghĩ sao về lô đài này còn điên hơn. đang lúc bế tắc ngập đầu bỗng nhiên Elf lên tiếng cứu Men thoát khỏi kiếp nạn nhưng cô lại hỏi anh muốn giết mình thế nào thì Men đỡ thế éo nào được người đẹp mà Over kinh thế. Ra gần mau mải đứng dậy giải thích tôi đâu có muốn giết em dù vậy khi nhìn sang đống vũ khí nằm la liệt dưới sàn nhà thánh tối sầm mặt mũi bảo sao em ấy hiểu lầm cũng phải thôi. mấy thứ bạo lực đó thực ra của chủ cũ cha này lười dọn nên mới bỏ đó suốt thời gian qua không ngờ lại gây hiểu lầm khiến vợ yêu sợ hãi lấy lại bình tĩnh thánh giới thiệu mình tên ra gần và không có ý định giết chóc gì hết hay sở thích tra tấn biến thái nào hết nói tới đây thánh tiếp tục ngập ngừng bởi muốn hỏi tên cô xong lại ngại mãi trả mở nổi mồm may sao cô đã chủ động giới thiệu mình tên nephelia với biệt danh ngắn gọn nephi cho anh dễ gọi người gì đã sinh tên hay biệt danh lại càng nghe dễ thương nữa chứ im lặng hơi kỳ thánh tiếp tục hỏi sao tộc cô không có họ thì cô tiết lộ do mình bị coi như đứa con của lời nguyền bố mẹ vứt bỏ cả làng tẩy chay bất hạnh cùng cực cô đã chuẩn bị tinh thần cho các cuộc thí nghiệm sau khi bị mua về anh cứ thỏa sức hành động thôi. Ra gần cạn lời con bé tiêu cực quá anh lần nữa giải thích mình không có bất kỳ ý định xấu xa nào với cô. Tuy nhiên lý do gì sao mua người ta về trả lẽ lại bảo do anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên chắc. Hết cách thánh đành nói ra ba tiếng tôi cần em nhưng ý lại sao cái giọng điệu lạnh lùng quá lỡ bé lại hiểu lầm mình ghét bỏ thì toang. Nghĩ lại thế còn đỡ hơn thừa nhận mình thích nhỏ bỏ hết vốn liếng ra mua nhỏ về rồi bị nhỏ nhìn với con mắt biến thái càng khổ sở hơn cứ nghĩ tới việc sau này sống chung với bé ngoan sinh yêu thế này thánh càng phấn khích khó tả lòng cứ nghĩ mãi tới lễ đường cùng những đứa trẻ anh kích động tới mức đứng bật dậy đưa nhỏ đi tìm phòng lại bị nhỏ hiểu lầm anh đang muốn đưa mình tới nơi sẽ chết đến khổ với con bé người gì mà bi quan quá hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi từ lúc sinh ra cô luôn bị tiêm nhiễm vào đầu những thứ suy nghĩ như chỉ xứng đáng làm nô lệ vật thí nghiệm nên bây giờ cô có cảm thấy khó tin khi được đối xử tốt cũng phải thôi gia gần nhớ tới hoàn cảnh xấu số, số ngày trước mình trải qua cũng tương tự như thế anh không cha không mẹ không biết mình là ai chỉ biết tỉnh dậy ở trên bãi rác với cái tên ra gần chẳng rõ nguồn gốc nên thầm hứa càng phải bù đắp cho vợ yêu vào thời gian tới. Trên đường đi chọn phòng Nephi vô tình trượt chân may sao thánh nhanh tay ôm eo đỡ được dặn cô đi đứng cẩn thận chứ ngã ra đấy anh đau dùng nó. Tiện cái tay nắm tay ẻm kéo đi cho chắc sau đó nhớ ra tay hai đứa đang đan vào nhau lập tức đỏ mặt phát ngượng nhưng bây giờ bỏ ra càng kỳ. Hơn nữa sự mềm mại ấm áp từ bàn tay thoát ra càng khiến anh quyến luyến không nỡ rời vốn định chọn cho bé nó căn phòng sạch đẹp ai ngờ mở ra toàn đao binh giáo mác thánh vội vã giải thích cái đó là dùng phòng trộm trước khi bé nó tưởng anh định dùng nó tiễn em về chầu trời đóng dầm cửa lại thánh cho mùi lửa xử lý hết đống đó cũng khiến cái phòng trở nên toang hoang hơn cần dọn dẹp lại một lượt cứ tưởng bé nó từ nay có thể an tâm không ngờ màn lôi công khi nãy anh tung ra làm bé nó hãi xanh mặt vì từ trước tới nay chưa từng chứng kiến sức mạnh kinh khủng tới vậy một phút bốc đồng mọi nỗ lực theo đó bị xóa sạch hết thánh tự trách bản thân hình như chơi với thằng thua lỗ Babatos nhiều quá nên giờ mình cũng kém sang hơn. Ánh trăng bên ngoài quá đẹp Nephi chạy ra ngoài ngắm ánh sáng rực rỡ lâu ngày chưa nhìn thấy. Anh đi ra ngỏ ý nếu cô chê căn phòng này anh sẽ tìm căn phòng khác tuy nhiên cô khẳng định mình muốn ở đây vì anh đã cất công chuẩn bị nó cho cô. Nephi cảm ơn vì mọi chuyện, anh bất giác nhìn cô mãi bởi đã khá lâu mới nghe người khác cảm ơn. Em cũng thế ạ, à, đã rất lâu mới nói tiếng cảm ơn với ai đó và cứ thế cuộc hành trình sống chung cưới trước yêu sau của hai đứa overthinking chính thức bắt đầu từ đây sáng hôm sau bên tỉnh dậy sau cả đêm mất ngủ trầm trọng do tối qua lỡ quá tay khiến căn phòng đầy bụi bặm anh đành để bé nó ngủ tạm ở phòng khách trong khi cô ngủ ngon lành cành đào thì anh lại mất ngủ cả đêm vì sự xinh đẹp của crass ở bên anh ai có thể cưỡng nổi không phải thánh không có dũng cảm sơ mút bé nó nhưng nếu làm vậy bao nhiêu cố gắng gây thiện cảm cứ thế đổ sông đổ bể hết chọn con tim hay là nghe lý trí thánh cứ dần vật cả đêm tới tận bây giờ với cái bụng đói meo móc để em yêu tỉnh dậy có cái lót dạ thánh nhẹ nhàng đi mua đồ ăn sáng ở nhà lúc nê phi tỉnh lại cũng là lúc anh trở về cô vui vẻ lên tiếng chào anh buổi sáng lần đầu tiên có người chúc buổi sáng tốt lành thánh biết mình nên đáp lại mấy câu dễ nghe cơ mà sau màn này số hết hơi thánh thấy khó nói vãi nên thôi đành từ bỏ và cảm thấy bản thân thật thất bại khi đối diện với con đũy tình yêu nê phi thắc mắc tại sao anh lại ăn đồ ăn giống mình bởi mấy thứ này thường dành cho nô lệ ăn sống qua ngày thôi Cuối cùng sau khi nói qua một thôi một hồi thánh mới nhận ra cái thức ăn này đã bạc quá thường dùng cho gia súc hoặc nô lệ gặm nhấm qua ngày. Ngày ngày vùi đầu vào ma pháp thánh vớ gì ăn nấy miễn sao lo bụng là được. Thường thánh cũng hay thắc mắc bình thường con người họ ăn gì như nhưng sau đó bận tối mắt tối mũi chẳng đào đâu ra cơ hội tìm hiểu nữa. Nói rồi cô mang đôi mắt long lanh ra xin phép anh hãy cho mình nấu ăn được không ạ? À? Cơm nhà làm vốn đã tuyệt còn do chính tay Crad nấu cho nữa hẳn nó phải ngon miễn bản luôn. Chẳng có lý do gì phản đối thánh kêu em yêu nhanh nhanh anh dẫn em đi mua công cụ nội trợ. Tuy nhiên đi ra đến nơi Thánh mới nhớ ra tiền bạc mình đổ hết bán ra bại sản đi mua cô rồi làm méo gì có cái nịt gì nữa. Thánh đang tính nếu đống đồ vô dụng trong nhà không bán được thì mình có nên đi cướp của không ta. Suy nghĩ vừa nhanh nhóm cứ thế bị Thánh gạt phăng qua một bên bởi anh có hành động đó cô sẽ ghét anh mất. Thà nhịn đói còn hơn mất vợ, trong lúc Thánh vẫn đang tìm cách kiếm tiền sao cho chân chính nhất thì đột nhiên phía sau xe bị đám du côn tấn công. Nhìn qua bọn này không phải dạng pháp sư chỉ là bọn đạo tặc thông thường đáng lẽ như thường lệ thánh sẽ sống chết mặc bay nhưng bây giờ để lấy le với gái thánh đứng chắn trước cô chuẩn bị xuất chiêu thể hiện tài năng đỉnh của chóp mình khó một tia xét dáng xuống đánh tan xác lũ cướp phát hiện có tên pháp sư thích lo chuyện bao đồng chúng cũng khá rén nhưng pháp sư cần thời gian nếu muốn niệm chú lần hai tên đầu đàn lợi dụng cơ hội này ra lệnh cho đám đàn em xông lên chiến đấu tuy nhiên toàn bộ cứ thế bị đòn đánh anh tung ra đẩy lùi bát hai quân thua tướng xuất trận một tên áo đen trùng kín mặt không rõ lai lịch xuất hiện có ý xử lý men hắn chuẩn bị khởi động ma pháp giao chiến cơ mà toàn bộ bị anh dùng trận pháp cướp quyền kiểm soát mất đi ma lực chẳng khác gì tên phế vật mên một đòn tiễn hắn quy tiên sau khi chưa đầy 5 giây xuất hiện đám đạo tặc chứng kiến màn chiến đấu kinh hồn bạt vía mau mải bỏ chạy rối rít mấy người thương nhân thoát nạn chạy tới cảm ơn anh hết lời họ đưa cho anh bọc tiền to trà bá và muốn nhờ anh bảo vệ mình tới thị trấn bình an sẽ đưa thêm tiền công ra gần không ngờ kiếm tiền lại đơn giản như thế hơn nữa pháp sư cũng có đứa rít đứa rát nên thường bị quy vào cùng cấp với đám cướp bóc có lần anh cũng từng ra tay xử lý bọn cướp nhưng chẳng được ai cảm ơn bao giờ có lẽ lần này đám người kia chẳng hề sợ anh phải chăng vì có cô vợ xinh đẹp đáng mến đi cùng ư trên xe ngựa nephi hỏi anh tại sao lại giúp đỡ những người này chả lẽ lại bảo anh muốn lấy le với em nghe giống bọn sở khanh quá nên thánh đành giải thích anh đơn giản muốn em nhận thấy đám cướp đó không hề đáng sợ như bề ngoài chỉ cần một chút sức đã có thể đá văng chúng tới thị trấn có tiền trong túi thánh muốn đưa vợ đi mua đồ thiết yếu con gái cần trước nhưng với ý chí sống còn không có bé nó chắc hẳn chẳng thiết tới mấy thứ đồ vật chất đó đâu nghĩ lại nên đưa bé nó đi mua quần áo cho thiết thực thánh đành dẫn vợ đi thử đồ trước cô nhân viên trong này khá nhiệt tình quan sát nephi từ đầu tới chân sau đó biểu hiện như đã được khai sáng đầu óc tự tuyên tuyên bố mình sẽ chọn cho cô bộ đồ hợp nhất sau một hồi chờ đợi mong chờ kết quả thánh vừa nhìn thấy vợ đi ra xém chút muốn chọc mù hai con mắt để nhìn thấy những chỗ lồi lõm của em nó bà điên hả chơi trò gì kỳ cục thế vợ tôi ẻm ngại tới mức chuẩn bị khóc thét rồi kìa sao kỳ vậy hả tôi thấy bộ đó khá hợp với chiếc vòng cổ kia tưởng đâu ông thích mấy thứ cảm giác mạnh chứ để sửa chữa lỗi lầm cô nhân viên mau chóng đưa nephi vào thay bộ khác may sao bộ đồ hầu gái được trang bị thêm đôi giày có gắn ma lực xua tan mệt mỏi khi đứng nhiều khá hợp với cô nên anh tạm thời không bốc phốt xốp nọ chốt đơn bộ quần áo anh đưa vợ ra về con nhỏ bán đồ còn chạy với theo thì thầm vào tai cô nhất em có anh chủ tâm lý thế đấy Tiếp theo anh dẫn mình tới quán đồ cổ hỏi yêu tinh ở đó có biết cách mở cái vòng ra không dù cho cô có vẻ muốn từ chối anh vẫn muốn mở nó ra. Vì cứ đeo nó em mãi mãi sống dưới thân phận là một món hàng. Tuy nhiên ông chủ sau khi xem qua khẳng định mình bó tay chịu chết trước cơ quan dối rắm của nó. Hơn nữa cái vòng có thiết lập cái bẫy vô hình mở ra sơ sẩy nhát cô bay thủ cấp như chơi. Cách tốt nhất nên dùng chìa khóa mở ra và chiếc chìa khóa có thể ở trong lâu đài ma vương Mark Chosias. Thông tin hữu ích ra gần hào phóng vung tiền bo cho chủ quán nhưng ông ta xin từ chối vì chưa thể giúp được gì hơn nữa ngày trước anh từng cứu ông ta và vợ khỏi cuộc tấn công do lúc đó hoảng sợ quá nên cả hai vợ chồng bỏ chạy chưa kịp nói tiếng cảm ơn với cái não cá vàng chỉ để chỗ chứa cho ma thuật ra gần đâu thừa chỗ nhớ mấy vụ này vì ông ta từ chối tới cùng anh đành cảm ơn và nhận lại số tiền bây giờ trời đã muộn anh không nên bắt vợ nấu cơm nữa nên đã dẫn cô vào quán ăn bít tết nên phi thắc mắc anh muốn gỡ cái vòng ra không sợ em bỏ chạy ư ừ. vốn khứa có nghĩ tới trường hợp đó nhưng anh muốn cô tự do lựa chọn điều mình muốn nếu rời bỏ anh cô hạnh phúc anh vẫn chấp nhận dù có hơi luyến tiếc đôi chút Thanh tính nói ra mấy câu ngọt ngào an ủi vợ mà lần méo nào cũng giống nhau toàn nghĩ một đằng nói một lẻo quá thể lạnh lùng. Thấy cô nhìn mãi chưa chịu đụng đũa anh thắc mắc cô không biết dùng dĩa ư, Nê phi lắc đầu đơn giản cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được ăn những món ngon như vậy. Có lẽ chính vì hoàn cảnh cơ cực khó khăn ngày trước giống nhau nên ở buổi đấu giá cảm giác muốn có được cô càng thôi thúc anh mỗi lúc một lớn. Do chưa từng dùng đĩa hay thìa khiến lúc ăn đồ Nephi khá chật vật tới dùng cái dĩa xiên hoa quả cũng trượt buộc cô phải chuyển qua dùng thìa cho dễ lần đầu tiên ăn đồ ăn dành cho con người thực thụ Nephi cảm thấy nó ngon thật sự. Thánh bên này tính làm mẫu cho cô xem, ai ngờ đâm cả ba trượt cả bốn rõ là nhục mặt. Nephi có chút buồn cười tiện tay đút cho anh một miếng. Được Grad bón cho ăn thuốc chuột Thánh cũng tình nguyện uống chứ đừng nói tới đồ ăn bình thường. Sau phút giây sung sướng được ăn chung thìa với Grad hai bên bắt đầu ngượng ngùng chẳng biết nói gì tiếp theo. Rồi Thánh cũng đưa cho cô quả cà chua mà anh mãi mới dùng dĩa xiên được hai đứa cứ đút qua đút lại mà chẳng để ý mấy người đằng sau này giờ ăn cơm chó no bụng vẫn muốn ăn tiếp vì đôi trẻ quá mức đáng yêu quá ngượng ngùng thánh kéo vợ ra khỏi nơi mấy bà tám hoạt động hết công suất may mắn tới hôm thứ hai tình chủ tớ giữa đôi bên đã tốt hơn rất nhiều tại nhà thờ thánh kiếm thiếu nữ đội trưởng đội kiếm sĩ chastai cũng tức cô gái được men cứu ở sân nhà đang lờ mờ cố nhớ ra tên vị ân nhân đã cứu mình hình như là gia gần thì phải lúc đó fey cô bị một tên giả pháp sư tấn công và được một pháp sư tên gia gần ứng cứu anh ta có đôi mắt tà nhẫn nhưng lại ẩn chứa chút cô đơn rõ rệt đúng lúc giáo hoàng Grell đi vào thông báo với cô vụ bắt cóc trẻ em và phụ nữ có liên quan tới pháp sư tên Jagan như xét đánh ngang tay nhỏ hỏi lại liệu có phải có sự hiểu lầm gì phe ta đã điều tra rất kỹ và ông muốn giao nhiệm vụ lần này cho thánh nữ ông tin tưởng nhất chính là cô đang tơ lơ lờ mờ tỉnh dậy khuôn mặt xinh đẹp của vợ yêu cứ thể đập vào mắt thanh niên làm anh tỉnh táo hơn hẳn đừng nói em đứng đây chờ ta suốt buổi sáng đấy nhé vâng ạ à, em đã nhìn khuôn mặt điển trai của chủ nhân nãy giờ để chờ ngài thức giấc kêu ngài tới dùng bữa sáng bỏ qua việc dùng bữa cái thánh quan tâm tới chỉ có chuyện cô ngắm mình thôi vừa sướng vừa ngại thánh đỏ mặt đi vội sợ cô phát hiện sau khi ngập ngừng mãi cuối cùng thánh lên tiếng chào buổi sáng vợ yêu nephi cũng vui vẻ đáp lại căn phòng chẳng khác gì nghĩa địa có bé khéo tay hay làm vào trong nó sạch sẽ hẳn ra căn phòng dọn dẹp đâu ra đấy ngay cả cách thức đề co cũng rất bắt mắt tạo nên cảm giác ấm cúng như tổ ấm mới xây của đôi vợ chồng mới cưới Ánh mắt liếc thấy chiếc bánh tự tay vợ yêu nướng cả buổi sáng thanh niên tỏ ra vô cùng bất ngờ và mong chờ được nếm thử món bánh thơm phức này. Được anh khen nhỏ vui lắm đồng thời cái tay cứ vẫy vẫy để thể hiện sự vui mừng mình đang bộc lộ. Ơ ờ, nhưng mà khoan sao lại có mỗi cái bánh vậy em, dạ em quên chuẩn bị phần bánh cho mình. Dễ thôi khứa đề nghị em cứ ngồi xuống ăn nửa cái bánh của anh tuy nhiên cô cũng chuẩn bị có mỗi cái ghế, thánh chẳng do dự kệ cô ngồi vào đùi anh đây này. Nói xong Thánh mới nhận ra chết cha yêu cầu quá đáng thế mà mình cũng nói ra được ai ngờ nhỏ gan dạ hơn anh tưởng ngồi thật vào đùi anh nó mới ảo. Hai đứa ngượng ngùng tới mức không dám thở to lấy một hơi. Để đôi bên đỡ sượng chân Thánh cố tình đút cho cô miếng bánh mì đầu tiên xong còn dặn nhỏ lần sau hãy nhớ chuẩn bị ghế cho mình còn nếu quên thì anh càng thích. Nê Phi thấy Thánh tranh thủ quá liền trả đũa anh bằng thìa xúc ngọt ngào. Hôm sau cùng nhau dọn dẹp thư phòng thấy Nê Phi có hứng thú với ma thuật trong sách anh hỏi cô cái thứ đó khác với ma thuật của yêu tinh ư. Thực ra cô không thể sử dụng ma pháp dù có lượng mana rất cao. Thấy vợ vẫn muốn tìm hiểu anh liền vẽ ra biểu tượng chứa lượng ma pháp nhất định mỗi người sở hữu một cái. Tiếp theo tới vòng tròn ma pháp được coi như biểu tượng đơn giản trong giới pháp sư. Thứ này sẽ tạo ra tia sét nếu chủ nhân truyền năng lực vào nó. Chăm nghe không bằng mắt thấy, thánh tranh thủ tạo ra tia sét luôn cho em nó xem. Sợ sẽ làm nổ tanh bành cả toàn lâu đài anh tạo ra tia lửa ở mức thấp nhất cô có thể thêm các biểu tượng khác vào vòng tròn gia tăng thêm sức mạnh của nó điều khiển phạm vi rộng kiểm soát thời gian mà ma thuật có thể kích phát cùng với nhiều yếu tố khác nhau nữa hay túm lại vấn đề cho bé nó dễ hiểu cô chỉ cần truyền một lượng man la vào là ai cũng có thể điều khiển vòng tròn ma pháp mình tạo ra để các pháp sư khác không xâm chiếm hay cướp quyền kiểm soát được ma thuật của mình ta cần thiết lập mấy thứ như password hay mã khóa bảo mật cấp độ cao nhất nếu không lũ pháp sư sẽ dễ dàng chiếm mất quyền kiểm soát ngoài ra cấu trúc vòng ma thuật được gọi là mạch ma thuật phi chăm chú lắng nghe nãy giờ thắc mắc hiện tại mạch ma thuật bên ngoài vòng tròn ma thuật vậy có thể đổi ngược lại vị trí không ạ? À? Thấy con bé ham học hứa mừng lắm tiếp tục giải thích câu trả lời là có nhưng hơi bất khả thi, để làm điều đó ta cần tạo vòng tròn khác bên trong một vòng tròn ma thuật hoàn chỉnh như vậy dẫn tới rối loạn dòng chạy ma la và cả hai sẽ không thể kích hoạt hoặc mất kiểm soát. Đổi lại nếu ta kiểm soát được ma la thì việc này hoàn toàn có thể thực hiện, hay nó chính là việc ghi đè lên ma thuật khác, nếu ai đạt tới trình độ đó thì người đó có thể an tâm trước mọi đòn tấn công từ kẻ thù trở thành pháp sư bất bại tuy nhiên trên lý thuyết như thế nhưng hiếm ai có thể thực hiện được nghiên cứu được kỹ năng tuyệt vời đó đối với pháp sư tri thức chính là sức mạnh đó là lý do các pháp sư luôn đặt các cạm bẫy để tránh việc tri thức bị đánh cắp anh căn dặn cô đừng có tò mò đụng chạm vào mấy thứ trong phòng bởi nó có đặt cạm bẫy hết đó thấy em nó hơi hoảng thánh bật cười khanh khách đính chính anh đùa thôi anh đã thiết lập chế độ vô hại với em rồi nên cứ yên tâm cái đầu quỷ sứ cứ thích trêu người ta dù xấu hổ nhưng cái tay nhỏ vẫn vẫy vẫy như cái tai cún chứng tỏ nhỏ đang rất thích rất vui vẻ bị anh phát hiện nhỏ e thẹn tiết lộ thực ra trước đây mình chưa từng được nói chuyện với các chủ nhân nhiều tới vậy anh là người đầu tiên và người duy nhất khiến cô vui vẻ như vậy đó ạ à. thánh nghe mà thầm sướng trong lòng khi được crad khen tài nói chuyện với gái tuy nhiên vẫn khiêm tốn bảo miễn là em muốn anh sẽ ngồi nói chuyện với em cả này mình thức tới sáng cũng được ngẩng đầu nhìn khứa Menefi thắc mắc anh định làm gì với nguồn sức mạnh mình sở hữu thấy thánh có phản ứng lạ cô mau mải xin lỗi vì hỏi chuyện không nên đâu anh đâu trách gì em chỉ là anh chưa từng nghĩ tới vấn đề em hỏi anh bao giờ cả lúc trước sống ở khu ở chuột dưới thằng nhóc ăn mày bị đánh bị bắt nạt và bị tên pháp sư gô cổ vì tội trộm đồ ăn và lúc hắn định ra tay kết liễu anh đã lội ngược dòng ra tay xử lý hắn trước kể từ đó anh nhận ra nếu muốn sống sót mình phải giỏi hơn bất kỳ mọi đối thủ anh tính dạy cô thêm vài chiêu nữa thì phát hiện kết giới thông báo có kẻ lạ mặt xông vào lâu đài anh nói với cô có mấy vị khách không mời mà tới anh cần ra đó tiếp trước còn cô hãy chuẩn bị bữa tối đợi anh trở về nhé ở bên ngoài thánh nữ chastai dẫn theo mấy thằng binh lính khờ khạo tới phá nhà men nhỏ dùng thanh kiếm chém một phát bay luôn cả cái kết giới trước của nhà. Men đi ra tỏ vẻ trách cứ ở nhà không ai dạy bọn bay muốn vào nhà ai thì phải xin phép chứ hành động lỗ mãng thế khác gì phường bất lương trộm cắp. Chastai nhìn thấy anh mới chắc chắn anh chính là người hôm trước, bấy giờ Men để ý con mắm kia quen quen. Suy nghĩ khoảng chừng 3 giây rưỡi thánh nhớ tới con nhỏ hôm đó mình cứu giống hệt con bé này, nhìn qua thanh kiếm đó hẳn nó chính là kiếm thánh có tin đồn giết được cả quỷ vương tới từ nhà thờ. Quả nhiên làm ơn mắc oán nếu lúc đó biết nhỏ này là người của nhà thờ anh đã bắt nó ở lại thuần hóa thành cu ly cho mình rồi. Biết bọn này nói nhẹ không ưa thích ưa nặng anh dùng vòng tròn ma thuật tấn công trước và bọn chúng dùng khiên chặn lại. Một tên muốn ra rẻ trước mắt thánh nữ xông lên tấn công men nhưng bị anh dùng nắm đấm hạ tại chỗ. Thằng kia chưa biết sợ tiếp tục lao lên thì bị bộ giáp cứng như đá hủy luôn thanh kiếm sau đó anh một búng cho hắn suýt đi gặp Diêm Vương. Dẫm vào cái mặt thối tha của bọn đã ngu còn thích thể hiện anh bảo chất tai hạ kiếm xuống nếu không muốn thằng đệ bị dẫm hủy dung thay vì giết bọn vô dụng để làm bẩn tay anh muốn thả bọn chúng về vương đô lan truyền trận chiến để những đứa khác biết sợ bỏ ý định tìm tới nộp mạng cơ mà thực chất ổng lo có mấy cái xác trước nhà khiến vợ yêu sợ hãi mới là mục đích chính như đọc vị sự nhân từ của Manchester Style, chắc chắn anh không ra tay giết người như nghéo nên tiếp tục rút kiếm lao tới chiến đấu thanh kiếm sĩ đâu phải dạng kiếm rèn bình thường vừa sượt qua đã chém đôi vòng tròn ma pháp trước mặt anh thấy anh cứ phòng mà không tấn nhỏ tức điên vì anh dám khinh thường mình ngoài miệng thánh khẳng định con người anh hay thương hoa tiếc ngọc chẳng bao giờ ra tay với phụ nữ nhưng thật ra do bà chạc tuổi vợ nên ổng không lỡ ra tay chastai khó tin tại sao người tuyệt vời như anh lại biến mình thành pháp sư với bẩn chính đôi tay bởi thứ pháp lực người đời sợ hãi khinh ghét chó chê mèo lắm lông ra gần vạch trần cô cũng đang dùng sức mạnh chèn ép pháp sư yếu thế hơn mình đó nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người cần ma thuật để sinh tồn nếu cô ép họ vào đường cùng thì thật là bước đi tội lỗi Chastai bắt đầu bị anh nói cho vỡ lẽ tuy với sự kiêu ngạo của thánh nữ nhỏ chưa chịu chấp nhận thất bại xong lên tiếp tục chiến đấu. Đòn đánh ngày càng quyết liệt hơn các vòng tròn ma pháp anh tạo ra đều bị phá vỡ hết. Thậm chí khi thanh kiếm thách được kích hoạt sức mạnh tối đa nhỏ có thể nhấc bổng anh lên đồng thời ném anh văng đập mạnh vào thân cây gần đó. Một kiếm khác chém xuống ra gần đỡ kịp nhưng cái thân cây đằng sau theo đó về với đất mẹ. Hết cách có lẽ anh đành ra tay cho con nhỏ đang xuất thôi chứ cứ cầm hơi anh thua mất vào lúc anh chuẩn bị kích hoạt ma thuật nhỏ bỗng ghé sát vào tai anh thì thầm mong anh hãy giả chết dưới kiếm của mình bởi nếu trận đấu chưa chấm dứt nhà thờ sẽ cử người giỏi hơn tới lấy mạng anh con bé sẽ ghi nhớ công ơn cứu mạng lớn lao nên đó là điều duy nhất nhỏ có thể trả ơn cho ân nhân của mình việc tiếp tay cho nhà thờ mang tội rất lớn nhỏ bất chấp như thế xem ra có khí trượng nghĩa tuy nhiên nếu thế sau này bọn chúng át chuyển hướng tấn công sang vợ mình đúng lúc đó Nephi nghe tiếng ồn ào chạy ra xem bọn binh lính tưởng đâu đồng bọn giải cứu anh dai lên phi giáo về phía cô nhằm loại bớt thêm một đối thủ nguy hiểm cận kề ra gần lao nhanh hơn cơn gió đẩy vợ ra để ngọn giáo đâm xuyên qua bàn tay mình máu chảy loang lổ ánh mắt như biến thành sát thủ máu lạnh dám đánh chồng bà mày chết rồi con ơi nephi đứng bật dậy điều khiển các dễ cây kết hợp thành khối khổng lồ như những dây leo chằng chịt tấn công thằng cha vừa tung giáo cứ để im thì xảy ra án mạng ngay sân nhà mất men vội vàng chạy lại ngăn cản vợ yêu hãy bình tĩnh định hình được sự tức giận bản thân đang bộc lộ nephi vội vàng thu tay nhưng thằng cha kia cũng bị thương nặng đám kỵ sĩ sau đó tự động rút lui để hai vợ chồng đóng cửa giải quyết chuyện gia đình Vừa nãy cô còn bảo mình không dùng được ma thuật vậy thứ năng lực kia là gì? Nephi khẳng định mình đúng không dùng được ma thuật nhưng cái sức mạnh lạ lẫm ấy là gì cô lại có ý không muốn nói. Khứa cũng chẳng muốn ép cô nên bảo rằng cô muốn sao cũng được mà nói xong nghe sao giống kiểu nhỏ sống chết ra sao cũng mặc kệ quá. Nephi xin lỗi vì đã giấu anh nhưng thứ đó là ma pháp chứ không phải ma thuật được tạo ra dựa trên hệ thống logic khác với pháp sư elf hiếm ai có thể sử dụng được sức mạnh đó trừ khi có từ thời bẩm sinh. Chính vì bị yểm lời nguyền sức mạnh đáng sợ cô bị mọi người thường kỳ thị coi như đồ quái vật một ngày tai họa ập tới chúng quay xe bắt cô dùng thứ sức mạnh mình ghét bỏ để bảo vệ dân làng chúng nó đây là cái giá dành cho cô khi được phép sống tới tận bây giờ trái tim như vỡ vụ nê phi chẳng buồn chiến đấu vì những thứ vô nghĩa tự động do nộp bản thân những kẻ đối xử tệ với cô sau đó cũng bị gô cổ lại nhìn cảnh tượng đó cô đã cười vào mặt lũ xấu xa vì gieo nhân nào ắt gặt quả đó nghiệp quật không chừa một ai đâu kể từ sau đó cô không dám bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nữa hẳn anh thấy cô ghê tởm lắm khi có nhân cách méo mó như vậy có gì to tát chứ anh còn thấy cách làm đó vẫn quá nhân từ bởi nếu vào anh anh đã cho mỗi đứa một chiêu chí mạng từ lần chế diễu đầu tiên rồi. Dân làng chết hết từ lâu cô không cần cảm thấy có lỗi với chúng nữa hay sống thật tốt vì bản thân hiện tại. Hơn nữa việc có sức mạnh đâu có gì sai em hãy cứ dùng nếu em muốn bởi kẻ ác đi tìm kiếm sức mạnh mới đáng trách. Trước đây ra gần cũng bị xem như ác quỷ vì anh từng cứu một cô gái và cô ấy đã chất vấn kẻ yếu thì không được phép sống ư có vẻ cô gái đó được nuôi trong môi trường tốt đẹp nhưng lòng thương hại và lòng tốt là những thứ độc hại có thể khiến con người ta trở nên bất cần. do không muốn mình lâm vào hoàn cảnh như cô ta anh tự cho rồi giúp bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn vậy mà cuối cùng kết quả lại chẳng đâu vào đâu. anh đi xuống đặt tay lên má cô khẳng định em hãy mạnh mẽ lên. anh cần em và không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu quay lại những bữa ăn không có em lo liệu. vâng may sao cái mỏ hỗn của hứa cuối cùng đã dần tự mình cải thiện rồi mấy đứa ạ à được đó anh dai cứ thế phát huy ở những tập tiếp nhé. Nghe những lời ngọt ngào đó, Nê hạnh phúc nước mắt giàn rụa lao vào lòng ôm chặt lấy anh, ôm nhau chán chê đôi trẻ mới quyến luyến buông nhau ra ngồi ngại ngùng ở hai đầu đối diện. Lần đầu tiên để anh thấy dáng vẻ yếu đuối đó, Nephi xấu hổ lắm. Ra gần phát hiện ra vết thương ở tay tự nhiên bình phục hoàn toàn. Có lẽ vừa nãy chạm vào má cô ma pháp trên người cứ thế tự động chữa lành giúp. Quả nhiên ma thuật so với thứ hiếm có như ma pháp quả khác nhau một trời một vực ra gần bỗng cảm ơn cô khiến bé nó bất ngờ giật thoát bởi anh chưa từng nói với mình như thế. Thánh nghe cảm thấy bản thân thật thậm tệ sống với nhau cả tuần còn chưa bao giờ nói tiếng cảm ơn nào với người ta trong khi cô giúp anh biết bao việc nhà. Tối hôm đó Nephi chủ động cầm gối tới ngập ngừng xin ngủ cùng khiến Thánh tột độ sợ hãi mong sao mình vừa nghe nhầm. Thằng con trai ngủ với đứa con gái Thánh bắt đầu nghĩ tới mấy cái cảnh nóng bỏng ở phim ông chủ may mắn và cô hầu gái đảm đang. Anh mong bé mau rút lại lời vừa nói nếu không anh sẽ khó lòng kiềm chế đống cảnh bậy bạ trong đầu mỗi lúc một phát triển tới giai đoạn cao cấp. Cô để ý thấy cả cái lâu đài to trà bá nhưng chỉ có mỗi cái giường anh toàn ngủ trên ghế cô thấy khá ái náy muốn nằm ở đây với anh. Cô ngồi xuống gạ gẫm anh hãy nằm lên đùi mình. Thấy bé sẵn sàng lấy đùi làm gối thánh ngại muốn độ thổ nhưng cơ thể thành thật quá nhoáng cái đã nằm lên đùi con gái nhà người ta. Cảm giác vừa mềm mại vừa thoải mái lại còn được ngắm mặt vợ yêu gần trong gang tấc thánh đến nghiện mất thôi. Vì hôm nay anh đã không tỏ vẻ chán ghét khi cô nói dối nên cô mới muốn làm gì đó để trả ơn cho anh. Ra gần ngỏ ý hỏi cô có định học ma thuật không? Thực ra ma pháp của cô rất mạnh đã có thể tự bảo vệ bản thân nhưng anh muốn cô học hỏi nhiều hơn để sử dụng thành thạo hơn nữa. Nephi tự hào lắm để giúp ích nhiều cho chồng hơn nữa cô đồng ý ngay và hứa sẽ chăm học mỗi ngày. Zagun cảm thấy thật khó tin không ngờ đệ tử đầu tiên anh tin tưởng truyền lại kỹ năng cả đời tích lũy lại chính là bé vợ vô tình mua về chứ chẳng phải ai thân quen từ trước. Nhắc lại câu chuyện anh từng cứu cô gái đó hẳn trước đây anh đã phải chịu nhiều đau khổ lắm. Cô không biết anh đã trải qua những gì nhưng khi nói về điều đó trong ánh mắt anh thật buồn. Ôm lấy chồng yêu cô hứa luôn ở bên anh mãi mãi và luôn ghi nhớ hình bóng chàng trai đối xử tốt nhất với em dù có chuyện gì xảy ra. Gà mới gáy thẳng ba Tô đã có mặt để hóng vụ đấu đá với thánh kiếm sĩ hôm qua. Bọn đấy nghe nói có cả thánh kiếm mà anh vẫn rảnh rỗi ngồi đây nhâm nhi tách trà ngắm bình minh chiêu chiêu vậy cha nội. Ôi rồi có gì đâu tao xử lý xong cả rồi lúc cần thì không có mặt bây giờ giải quyết xong mày cuối quýt cái méo. Tao trả lo cho mày nên nửa đêm nghe chuyện sáng sớm chạy qua xem mày chết chưa để nhặt xác dùng đây cơ mà đuổi cổ được cả thánh nữ mày ghê phết nhỉ đợi ba ba ngồi xuống nephi mang ra tách trà mời khách tuy vừa nhìn thấy cô thánh sốc rơi cả chén nước hỏi anh bộ mày chưa làm gỏi con bé này à đầu óc toàn mấy thứ xấu xa thánh giới thiệu nephi đệ tử của tao càng khiến thánh kia hoang mang hơn nếu quen biết ít này nó còn tưởng đâu thằng bạn bị bỏ bùa mê thuốc lú gái gì đó nhìn đống hoang tàn chưa kịp dọn gọn cha này nghi ngờ hỏi anh với ý thăm dò thánh cũng khỏi giấu giếm kể ra vụ đánh đuổi thánh nữ nephi góp sức rất nhiều anh chuẩn bị dạy thêm ma thuật cho cô dùng ma thuật ở dạng đỉnh của đỉnh bây giờ có thêm trợ thủ ma pháp Batos ba đánh giá thằng bạn ngoài cái dạy gái ra thì có đầu óc phết. Đừng nói mày đang nhắm vào vị trí ma vương đó nhé, mục tiêu của anh vốn chỉ là chìa khóa để mở khóa cho vợ nhưng nhờ thằng này gợi ý anh có suy nghĩ khác. Nếu anh biến thành ma vương há càng ít đứa dám động tới phu nhân của ma vương sao? Anh đánh giá ý kiến Batos ba đưa ra tuyệt vời. Nói có vẻ tự tin nhưng anh cũng rất lo vì anh học ma pháp được có 10 năm trong khi đám pháp sư kia học cả trăm năm chứ ít gì. Ba Tô, trong mối quan hệ giữa hai đứa này có cái gì đó rất bí ẩn cơ mà không nói ra chỉ thấy hơi bất ngờ khi thằng bạn máu lạnh vẫn còn sót lại chút nhân tính trong người nói lời ẩn ý xong cha đó cũng rời đi như trốn vô chủ anh nhìn mà tức vì biết hẳn nó lại phá mấy cái kết giới anh mới sửa tối qua cho xem đấy vợ nhé chọn bạn mà chơi đừng quen đứa như Ba Tô trả được cái tích sự gì hết bây giờ anh đi sửa kết giới và kêu cô theo mình tiện học tập ma pháp luôn kể từ hôm đó sáng cô theo sư phụ học thành tài chiều chuyển qua làm người vợ đảm đang việc học và việc nhà được cô cân đối công bằng khoảng thời gian dính nhau như sam anh giai thấy hạnh phúc cứ len lỏi trong tim ngày một lớn và thầm cảm ơn ông trời đã mang tới cho mình cô vợ tuyệt vời như thế một tháng thấm thoát trôi qua bữa nay có con chim khổng lồ đầu đôi tới đưa thư cho ra gần anh mở ra xem có đôi chút bất ngờ khi 12 ma vương còn lại đã hẹn gặp mặt mình tại lâu đài ma vương thứ 13 Mark Josias quá cố. Dặn dò vợ yêu ở nhà cẩn thận anh một mình đi đối mặt với 12 người đứng đầu trong giới pháp sư. Vừa tới nơi ra gần cảm thấy áp lực đè nặng lên người mình trước đám người toát ra vẻ hắc ám. Bọn chúng nghe nói anh rất trẻ nhưng khi gặp mặt còn trẻ hơn chúng nghĩ và có vẻ chúng đang bàn luận về tài năng ma thuật của anh. Thừa hiểu hoàn cảnh bây giờ mình đang lép vế trước đám ma vương tuy nhiên ra gần chẳng chịu thua vẫn mạnh giọng lên tiếng nếu mấy vị đánh giá con người qua vẻ bề ngoài tôi xin phép ra về trước. Thấy anh nóng tính lũ kia cũng không dám đùa cợt nữa vào ngay việc chính. Chúng gọi anh tới đây vì anh đã được chọn làm ma vương thứ 13, kẻ đi đầu mang ra ấn ký ma vương quá cố để lại nếu anh đồng ý sức mạnh từ ấn ký tất nhiên thuộc về chủ nhân mới. Trên đời này chẳng có cái gì miễn phí cả ở ngoài kia đầy rẫy những kẻ mạnh hơn anh so với họ anh chỉ như con ruồi giữa dàn pháp sư tài ba thá gì lại có diễm phúc may mắn thế. Bọn họ hiểu nỗi băn khoăn anh đang nghĩ, đúng anh thua kém rất nhiều các pháp sư khác nhưng hiện tại trên đời chẳng có ai giết nổi anh. Pháp sư đầu tiên anh giết vào năm 8 tuổi có sức mạnh thuộc dạng cao thủ đánh đổ dân chơi. Khi đó là thằng nhóc gầy gò ốm yếu anh có thể lật bàn cờ giết hắn cướp đi tri thức lẫn sức mạnh, chỉ bằng một con mắt trong khoảnh khắc ít ỏi dựa vào đó có thể tạo ra ma thuật đặc biệt cho riêng mình. Hóa ra năng lực của anh đã bị bọn họ nhìn thấu từ lâu, nếu anh muốn cướp bóc không ai có thể ngăn cả, nếu anh muốn giết chóc không ai có thể sống sót. Nếu anh khao khát sức mạnh tất cả các pháp sư khác tình nguyện dâng hiến hết tất cả cho anh đó là sức mạnh của bạo chúa nó xứng đáng với chứng vị ma vương đứng đầu trên vạn người. Một ngày nào đó anh sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất lịch sử, tất cả là vì tri thức anh nắm giữ đã giúp anh ấm ngay chiếc slot vô số người khao khát. Đổi lại nếu anh muốn cướp ma thuật của 12 người này bọn họ sẽ cướp đi nhiều thứ khác của anh ví dụ chẳng hạn như bé sinh ngoan yêu đang nấu ăn chờ anh ở nhà về dùng bữa. Sự trả thù của Pháp Sư chính là xóa sổ cả anh lẫn những thứ liên quan tới anh từ con người lẫn đồ vật khiến anh bốc hơi hoàn toàn như chưa thể dừng lại. Bước lên ngôi vị cao ngất ngưởng đồng nghĩa với việc chìm sâu vào bóng tối vô tận. Anh luôn sẵn sàng cho điều đó kể từ khi bước chân vào con đường Pháp Sư đáng tiếc vô tình đã cứu vợ yêu dính vào mấy vụ rắc rối. Bây giờ một bọn chúng nói vậy ép anh không còn đường lùi nữa vậy anh cứ thuận nước đẩy thuyền. Anh đồng ý tiếp nhận ngôi vị thứ 13 theo ý chúng với một điều kiện hãy giao lại toàn bộ gia tài của ma vương quá cố cho anh sở hữu và họ đã đồng ý. Ở nhà cơm ngon canh ngọt vợ yêu chỉ chờ anh để bày ra, nhìn vợ yêu tất bật chuẩn bị cơm nước lòng anh nặng chịu kể ra chuyện mình trở thành ma vương thứ 13. Nephi thấy nó giống với mong muốn anh nói với ba Batos liền chúc mừng anh đạt được ý nguyện. Anh cầm lấy chìa khóa tìm được ở khối tài sản của ma vương đi tới mở khóa chiếc vòng cho cô xong mới nói lời trái lòng. Kể từ nay anh đã ở cương vị mới là bước tiến nhảy vọt so với ngày trước nên từ nay anh không cần cô ở cạnh nữa hay rời đi luôn trong đêm. Nét hạnh phúc bỗng chốc tan biến. Nefi nghe như sét đánh ngang tai. Lúc cô tỉnh lại lờ mờ nhớ ra mình đang chuẩn bị bữa tối đợi chủ nhân mà sao lại nằm ngủ lăn lóc ở đây nhỉ? Nhỏ mau mải định trở về lâu đài thì bất ngờ nhìn thấy chiếc vòng cổ ở bên cạnh. Ký ức đau thương ùa về thế mà từng nói anh cần em anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em các thứ vậy mà chưa được bao lâu chủ nhân đã quên và tự tay vứt bỏ cô người ta. Nghĩ rõ là tuổi thân dùng bé nó. Nghĩ mãi chưa ra lý do tại sao chủ nhân vứt bỏ mình con bé cứ ngồi mãi ở chỗ đấy mấy tiếng đồng hồ chưa chịu đi. Vô tình thánh kiếm sĩ Chastai đi qua mạnh dạn hỏi xem bé có chuyện gì khó khăn hay sao để tiện giúp đỡ. Có người tới từ đằng sau Nephi quay ra hai đứa đều giật mình muốn rớt cả tim ra ngoài. Vì ba thánh kiếm sĩ vẫn rén trợ thủ đắc lực của ma vương sau trận chiến còn bé kia tưởng đâu rời xa anh yêu tất cả chỉ còn lại báo tố. Mọi người đều muốn giết mình áp sát Chastai kêu nhỏ có gì hãy ra tay nhanh gọn lẹ cho người ta bớt đau đớn phía bên kia dân làng đi ngang qua thấy thánh kiếm sĩ chuyên đi xử lý pháp sư đang đeo u có với bé nephi nổi tiếng tốt bụng vùng này lập tức đả đảo tai cho rằng nhỏ đang ra tay áp bức kẻ yếu bà chị bán quần áo hôm bữa cũng lao tới mắng con bé là đồ cậy mạnh hiếp yếu không có tình người theo hiệu ứng đám đông mấy người đi qua chưa rõ chuyện gì xảy ra cũng lên tiếng hùa theo góp vui khiến thánh nữ oan ức hết đường giải thích quỳ dạp xuống đất cho tới khi nephi định hình ra người dân đang hiểu lầm vội vàng lên tiếng giải thích em có bị bất nạt gì đâu cả đám mới chịu dừng lại ở đâu có áp bức ở đấy có đấu tranh một mình đấu không nổi khổ thân con bé vô tội bật khóc nức nở kêu oan có thực mới vực được đạo ba đứa rủ nhau vào quán ăn lấp đầy cái bụng trống rỗng trước bà chị mau suốt từ nãy tới giờ vẫn bán tín bán nghi hỏi đi hỏi lại chắc chắn con mắm kia chưa làm gì bé nephi đúng chứ người nói thật còn không tin ai đâu lỡ ra tay với bé cute phô mai que thế này chứ một lần bất tín vạn lần bất tin ai kêu hôm nọ nhỏ kéo người tới phá tành bành tổ ấm của đôi uyên ương làm chi cái đó người ta phụng mệnh hành sự thôi trong khi sự thật kẻ bị bắt nạt là tụi thánh kiếm sĩ mới đúng cái ông bị cây đè ấy bây giờ vẫn hãi run cầm cập nhìn thấy cái chậu cây cảnh vô tri cũng sợ son đái ra quần lát sau bà chủ quán bê đồ ăn ra phi vội vàng từ chối bởi mình không có các xu nào trong người cả ăn đi bé chị khao còn bé thánh kiếm sĩ tự túc em nhé di kỳ thị người ta vậy bà nội tôi cũng chỉ là con gái thôi bị phân biệt đối xử cũng buồn lắm chứ Ăn miếng đầu tiên nhỏ nhận ra đây chính là thịt cừu hầm hồi tối nhỏ mới hầm xong chờ chồng về ăn cùng nhưng chưa kịp sơi đã bị chồng đuổi đi lang thang vô định khắp đầu đường xó chợ. Càng nghĩ càng buồn nhỏ bất giác bật khóc nức nở. Chastai tưởng mình lỡ nói gì quá đáng liền dối rít xin lỗi còn bà chị mau Ella chạy tới dương đôi cánh ôm hai đứa vào lòng an ủi. Chén xong bát súp cha nước mắt nhỏ sụt xịt kể ra chuyện cha kia vô duyên vô cớ tự dưng đuổi mình ra khỏi nhà. Trong ổng đó đoàng hoàng đứng đắn ngoài cái mỏ hỗn ra cũng đâu đến nỗi nào sao tự dưng hành động tệ thế nhỉ đúng kiểu cha nam thích thì chơi chán thì bỏ cặn bã của xã hội. Nhỏ khuyên em đừng buồn đừng giận nữa bây giờ con gái có giá lắm lo gì không kiếm được thằng ngon nghẻ mà cháp lại. Dù cô có nói mình không tức giận nhưng cái biểu cảm vô hồn còn đáng sợ hơn nhỏ nhìn dựng cả tóc gáy không ấy mình giãn cơ mặt ra xíu đi em. Mau Ella hỏi cô trước khi buông lời phũ phàng cha kia có ăn phải cái gì hay chúng bùa biết gì không. Ra gần trở về nói mình đã trở thành ma vương khổ nổi con bé ngây thơ còn chẳng biết cái đó là cái khỉ gió gì đanh nhờ hai bà chị thông não giúp. Ma vương là người đứng đầu trong giới pháp sư đối lập với Thánh kiếm sĩ. Đặc biệt về số lượng chúng còn hơn hẳn Thánh kiếm sĩ một người nên nhiều khi bọn chúng nhìn hơn chút về sức mạnh cũng là lẽ dĩ nhiên. Ngay trước thị trấn do Ma vương thứ ba cai quản nên rất yên bình kể từ khi ổng quy tiên bái Phật vô số sự kiện bất ổn cứ thế ập tới điển hình như vụ bắt cóc trẻ em và phụ nữ gần đây mãi chưa gô cổ được hung thủ. Trước cơ hội Chastai hỏi thử Nephi liệu Ra gần có giống quỷ đội lốt người âm thầm lên kế hoạch bắt cóc đó không? con bé khẳng định chắc chắn chồng yêu không phải người vô liêm sỉ anh ấy còn chẳng có hứng thú với kẻ yếu hơn mình lần đó ảnh còn tốt tính ra tay cứu giúp đám thương nhân xa lạ nữa cũng đúng tại lúc do đấu cha đó từng nương tay với chất tai vì nhỏ là giống cái nói ra hỏi nhục cơ mà có vẻ cha nội uy tín phết bà chị mau e ngồi bên thấy thế lập tức lêu lêu cái mặt e thẹn kia có phải nhóc dính phải con đũy tình yêu rồi ư làm con bé xấu hổ muốn đội quần vội vàng giải thích mình sao có thể thích pháp sư chứ hơn nữa lý do Mauela cùng người dân có thành kiến với thánh kiếm sĩ vì người của nhà thờ dám lợi lấy cớ điều tra tổn thất nặng lên tiếng đòi tiền quyên góp vô tổ chức, khiến mọi người vô bức xúc dã man nhưng vẫn phải ngoan ngoãn cống nạp. Nghe bà chị bốc phốt con bé dơ hết dám phải lại câu nào bởi bà chị nói chuẩn con mợ nó rồi còn cãi vào đâu được. Tuy nhiên Nephi cho rằng đó là do kẻ đứng đầu nhà thờ chứ có phải do nhỏ. Thầy có người cuối cùng cũng hiểu cho nỗi oan thị màu mình đang chịu con bé cảm động rớt nước mắt khen bé tốt bụng quá bảo sao cha ra gần một mực chiếm làm của riêng. Chastai tiết lộ thêm thánh kiếm sĩ vì muốn năng lực giữa mình với ma vương được cân bằng. Nên khi ma vương thứ 13 được chọn thánh kiếm sĩ thường dốc toàn lực tiêu diệt dù cho nó có là đứa trẻ chưa cai sữa mẹ. Hẳn ổng sợ liên lụy tới người đẹp nên mới nặng nặng buông lời cay đắng đuổi bé đi ngay trong đêm. Đặc biệt mỗi lần đối diện với đôi mắt sâu thẳm của thánh Chastai cảm nhận nó có gì đó ba phần cô đơn bảy phần như ba chỉ là thánh đem giấu đi không nói cho ai biết. Ừ Nephi cũng có cảm giác đó khi nhìn vào đôi mắt buồn buồn khó tả đó, nhớ lại những hành động dịu dàng anh dành cho mình. Ngày đầu tiên cùng nhau ngắm trăng anh không những không chê cười cô thật ngớ ngẩn mà còn vui vẻ ngắm trăng với cô. Bản lĩnh thì có đấy nhưng chẳng ai muốn mình cô đơn lẻ bóng suốt cuộc đời. Hẳn bây giờ anh đang thơ thẩn như thằng ất ơ trong tòa lâu đài siêu to khổng lồ nên cô muốn trở về cạnh anh càng nhanh càng tốt để anh bớt buồn hơn. Trước khi rời đi mau Ella kêu cô chủ quán tính tiền cho cả ba đứa khiến Chastai hơi bất ngờ bởi vừa bà mới bảo mình tự túc cơ mà. Trôn trôn tí thôi chứ chị đây đầy tiền giam thừa sức bao nuôi hai đứa chứ nói gì tới bữa cơm còn con đáng chút tiền mọn vào lúc cô nàng nephi vừa tính đi ba thằng đệ của chastila đã chạy tới tìm nhỏ bàn chuyện trọng đại cái thằng bị cô lấy cây đè hôm đó cũng có mặt vừa nhìn thấy chị đại đã sợ bay hồn bạt phía cứ liên mùm chỉ cái cây đột nhiên có đám tà khí xuất hiện bao quanh lấy căn phòng tự xưng mình là ra gần tới đây hốt cả lũ về căn cứ có mỗi bà chị mau Ella bay được ra ngoài cửa còn lại những người khác cứ thế bị khí đen nuốt chửng che hết tầm nhìn ở lâu đài jagan đang xử lý đám hiệp sĩ tự ngã vào bẫy của mình thì đột nhiên bà chị mau Ella hốt hoảng chạy tới báo tin giữ nephi và chastila đã bị kẻ xấu bắt đi thánh nghe thế nét mặt lo lắng tột độ nhưng bây giờ anh đi cứu nhỏ càng chứng minh tình cảm hai đứa thêm thân thiết vậy cái kế hoạch đuổi nhỏ ra xa cứ thế trở thành công giã chàng xe cát ư thấy thánh ngập ngừng bà chị vô cùng thất vọng đưa tay đánh thẳng em vô tình vô nghĩa một trận uổng công con bé nó sợ ngươi ba phần cô độc bảy phần cô đơn nằng nặc đòi về dù có bị đuổi cổ đột nhiên những lời nói đó như thanh kiếm lạnh lùng đâm mạnh vào tim anh đau đớn tột độ phải rồi pháp sư ích kỷ chuyên quyền độc đoán vậy nên nephi là người của anh là cô gái anh táng ra bại sản để mua về anh méo cho phép đứa nào dám cướp vợ yêu bà chị vui mừng hớn hở hẳn và cũng xin phép được đi cùng bởi tụi tao mới kết máu ăn thề chị chị em em sống chết có nhau tại căn hầm bí mật cả nephi lẫn chastai đang bị giam giữ bởi dây dính quấn quanh cổ và hai tay trên dây xích có yểm phong ấn mana nên hai đứa không thể dùng ma thuật thoát khỏi đây Cùng lúc đó tên cầm đầu đi tới và không chỉ có Nephi hoang mang mà tôi cũng sốc ẻ khi thằng chùm lại chính là khứa Babatos hay bày trò con bò. Nhắc tới lý do tại sao hắn phản bội Men phải kể về 8 năm trước cái tên pháp sư đầu tiên Men cho đi bán muốn chính là sư phụ của hắn. Tuy nhiên đâu có cái kiểu trả thù tình thầy trò cảm động quần què gì hết ra gần không ra tay có ngày hắn cũng xử lão để cướp lấy tri thức ma pháp lão sở hữu. Người tính không bằng trời tính hắn còn chưa kịp ra tay ra gần vậy mà dám hớt tay trên, từ đó hắn ghim thù hận tiếp cận ẩn nấp bên người anh chờ cơ hội đòi lại mọi thứ. Nó khẳng định đến cả số tiền anh bỏ ra mua vợ đáng lẽ cũng nên thuộc về nó bố cái thằng dơ hết chỗ nói không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn đầu bò ăn xít thôi. Để vu hoan giá họa cho nên hắn tạo ra vụ bắt cóc mượn tay nhà thờ xử lý anh nhưng đếch ăn thua. Hết cách hắn đành tự mình ra tay đánh bại men để chứng minh chức vị ma vương thứ 13 chỉ có nó xứng đáng. Thằng hâm cứ ở đó ảo tưởng sức mạnh chia buồn với mày chồng bà đã được chỉ định ngồi vào cái ghế thứ 13 rồi tỉnh mộng đi con dai con gà gáy le té le te đã sáng rồi ai ơi. Như xét đánh ngang tai thằng kia gần như nổi điên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tin này chưa được công bố còn nước còn tát hắn lôi Nephi như lôi con cún tới trước pháp trận chuẩn bị dùng cô để hiến tế hoàn thành trận pháp xử mên. Đồ khốn thả ẻm ra tao đây là thánh kiếm sĩ cấp cao có giá trị hơn ẻm nhiều. Mày cứ bình tĩnh đâu sẽ có đó thịt chó sẽ có mắm tôm lát mới tới lượt mày bởi hai đứa bay đều là công cụ để tao hiến tế. Trong đầu Nephi hiện ra cảnh tượng quá khứ bọn họ thường hay gọi cô là công cụ chỉ mình chủ nhân coi cô như con người ngộ ra chân lý bừng sáng cô cần thoát khỏi đây để trở về bên chủ nhân những vết thương trên người chẳng là cái thá gì so với nỗi đau bị chủ nhân đuổi đi cô cố vùng lên phản kháng tên kia đang định ra tay kết liễu nhưng ma pháp vừa nhóm lên cứ thế dập tắt sau cú phá hầm men tấn công từ bên ngoài khói tan hết men hiên ngang xuất hiện dành lời khen cho cô vợ quả cảm nhà mình nói hay lắm chờ một chút anh tới đưa về với anh nói lại bảo điêu chứ anh vốn nghi ngờ ba batos có vấn đề từ vụ thằng lột ra mặt tấn công chất tai hồi trước cái thằng phế vật như thế dám xông vào kết giới đáng gờm của anh nó đáng lẽ đủ trình tự nhận ra nó đang đi vào đường chết. Đầu này số nhanh hơn sóc anh nghĩ ngay tới duy chỉ có một thằng suốt ngày xông vào kết giới của mình vô tội vạ và đó chính là mày thằng bạn thân ai nấy lo Barbatos. Barbatos luyện ngục là danh hiệu của hắn. Hắn có thể dựa vào ma thuật tạo ra các cánh cổng để giúp mình thực hiện các ma thuật có liên quan tới triệu hồi và dịch chuyển hắn còn giỏi hơn anh về khoản đó. Giống như cái tên lột ra người cũng đợt thánh hiệp sĩ tới tập kích đâu có sự trùng hợp ngươi tới hóng đúng lúc giả vừa hóng hớt nhưng thực ra để xem kết quả có đạt như ý nguyện một lần tao còn nghĩ trùng hợp chứ tới lần hai chắc chắn nó đều đáng nghi anh cố ý kéo dài tới tận bây giờ để xem kế hoạch và mục đích thực sự hắn nhắm tới cái gì còn bây giờ đụng tới giới hạn nephi mày cần trả cái giá xứng đáng trước nghiệp mày tạo lập tức anh khởi động ma thuật đầu tiên xử lý cái tay dơ bẩn chạm vào vợ tiếp theo tới cái chân thoát thoát bắt vợ mình đi dạy dỗ nó xong thánh lao tới chỗ vợ phá xích giúp bé nephi vừa được giải thoát lao ngay vào lòng anh bởi trông anh còn lo lắng đau khổ hơn nỗi đau đớn nhỏ chịu nhỏ đã hiểu ra do anh lo cho an nguy của mình nên mới tự biến mình thành cháp boy bây giờ hiểu lòng nhau sâu đậm bé nó thể sống thể chết quyết ở cạnh anh đã đang đau đớn bỏ miệng ra còn được cho ăn màn cơm chó suýt bục cả dạ dày ba ba nổi điên dùng cái trận pháp cơ mà nó vừa khởi động trận pháp dưới cái búng tay của anh lập tức tan tành sở dĩ trận pháp ma quái trở thành phế vật là do men đã có tác động vào nó anh hỏi vợ có nhớ cái lý thuyết mình từng dạy là nếu có ma pháp ghi đè lên nó sẽ bị vô hiệu hóa nếu bạn đủ sức mạnh chấn áp cái gốc vừa rồi khi thằng nhóc lơ là anh đã ghi đè ma thuật lên kiểu như chế độ cộng hưởng tác động và nó tự triệt tiêu lẫn nhau bây giờ nó có tạo ra hàng ngàn hàng vạn cái thì cũng hóa kiếp và hư không tất thôi đừng có cố chấp cho mệt người ba ba tô tưởng đâu anh học lỏm từ lão sư phụ mình nhưng tất cả do một não tao nghiên cứu hết nha mày. nhớ hồi đó bị lão đuổi cùng giết tận chắc do các cụ chỉ đường dẫn lối anh nhất quyết vẽ lại cái pháp trận gã hay dùng để hành hạ mình bằng chính máu cắn từ tay cuối cùng vào ngày bỏ trốn bị hắn bắt lại thánh ma xui quỷ khiến bắt trước hành động của hắn Mai sao các cụ gánh còng lưng ban xuống tia xét bổ thẳng đầu thằng gian ác cứu rỗi đời mên thoát khỏi số phận tam tối. Babatos cho rằng anh to mùng nói khoác nó đếch tin thử tung ra vô số trận pháp khác nhau cơ mà từng cái nổ bùm bùm như pháo hoa đêm 30 Tết là nó tự động sáng mắt. Nó hoảng sợ hỏi men là cái giống gì mà pháp lực kinh khủng thế rõ ràng có đầy cái ma thuật anh chưa từng thấy sao có thể sao chép ghi đè lên. Nếu Babatos nghĩ đống pháp trận trẻ con ấy xứng đáng mang đi tranh cử chức vị ma vương thì về quê trồng rau nuôi cá cho đỡ nhục. Đừng quên ông đây học từ năm 8 tuổi. Cất lực tìm tòi học hỏi xa lánh với đời cho tới khi chẳng ai tới tìm mình nữa. Cuối cùng chỉ có ba Batos, người bám dai như rẻ rách có nghe chửi đuổi bao lần vẫn bán sống bán chết ở lại. Phủ nhận hết quãng thời gian bên nhau như hai đứa bạn chân chính ba Batos khẳng định mình tha cho men vì để tìm hiểu xem anh làm trò mèo gì cứ du rú trong phòng như thằng tự kỷ. Đây tao làm cái này nè, anh gộp ma thuật của ba Batos lại thành một khối và chỉ cần anh phát triển thêm nó sẽ tạo ra năng lực gấp trăm nghìn lần khi ở trong tay hắn. Cái thứ quái vật đáng sợ bây giờ hắn đã hiểu tại sao anh được ấm ngay slot ứng cử viên sáng giá nhất mà chả cần làm mưa làm gió như hắn. Quên chưa tiết lộ với người danh xưng cho ma vương thứ 13 là kẻ giết pháp sư và hôm nay mày chính là con mồi tao khai đao đầu tiên. Sức mạnh gộp đủ anh ban thẳng xuống ba ba nằm gục tức khắc, thắng làm vua thua xin tha mạng hắn hứa sẽ biến khỏi tầm mắt anh miễn sao anh nể tình bạn bè tha cho mình một mạng. Bây giờ nhận bạn muộn quá nhóc à anh tung cú đấm kinh thiên động địa dọa thằng ba sợ suýt rớt tim ra ngoài. Cơ mà anh đùa tí cần gì bày ra cái mặt căng thế hả mày? Nếu bây giờ giết hắn anh đào đâu ra rượu ngon uống nữa, nhận ra anh có ý tha mạng cho hắn còn ra vẻ bày đặt kêu mày mà không giết tao đợi khi tao có thời cơ nhất định loại bỏ mày. Được tao đợi nhưng mỗi lần thua nhớ mang cho đại ca một chai rượu đấy. Hiện tại dưới thân phận ma vương anh đây cần gì quan tâm tới bọn tôm tép, hành động những gì mình thích nghe theo trái tim mách bảo mới chính là những gì anh cần thực hiện. Nếu vợ muốn sống dưới ánh mặt trời anh liền làm chủ ánh sáng đó nếu mày muốn tao thay đổi định kiến từ bi bác ai hãy mạnh hơn để ép tao thay đổi định kiến vì mày babatos đánh giá thằng bên chuẩn giai đội vợ nên đầu nhưng nó tha cho mình là tốt rồi đột nhiên đường hầm có dấu hiệu rung chấn dữ dội từ cái vòng tròn ma pháp của babatos tưởng đâu nó chán sống muốn chiến tiếp nhưng nó bảo rằng đéo phải bố mày ra tay đừng có vu oan giá họa có lẽ đòn tấn công ban nãy đã tác động lên vòng tròn pháp thuật kích hoạt cho ra lượng ma lực lớn đang gây ảnh hưởng tới xung quanh cứ thế con quỷ với sức mạnh hủy diệt được triệu hồi ra theo đúng kế hoạch nếu babatos kích hoạt trận pháp thành công Quỷ thứ từng chỉ tồn tại ở thời cổ đại và sách ma pháp chứ men chưa từng nghĩa cái thứ người ma lẫn lộn sẽ xuất hiện ở thời đại mình sống. Khi nó ngoi đủ thân hình lên mặt đất anh nhận ra do pháp lực trận pháp chưa hoàn chỉnh nên nó đang ở trạng thái cái bóng hình người. Dù vậy áp lực trên người nó quá lớn ngay cả đứng trước 12 ma vương anh cũng không thấy sợ bằng khi đứng trước mặt con quỷ này. Nó dần tiến đến gần anh chắc chắn dù bất kỳ anh cũng không có cửa thắng con quái này. Tưởng chừng chuẩn bị đi chầu trời với nhau hết lượt bỗng con quỷ quỳ xuống cúi đầu tôn anh làm chủ nhân của nó mới ảo. Ra gần nhìn xuống tay phát hiện ấn ký ma vương phát sáng có lẽ đây là lý do buộc nó ngoan ngoãn nghe theo. Mê không biết cái thứ mình nhận được mạnh tới cỡ nào nhưng trước tiên cần đuổi cổ con quỷ chim cút về nơi nó sinh ra đã. Nghe anh xua đuổi thế mà con quỷ cũng tự mình tan biến về với vị trí thuộc về nó. 49 vừa qua 53 đã tới con quỷ vừa đi đường hầm bắt đầu sụp đổ bà chị mau Ella, dùng đôi vai gầy đèo bóng bốn đứa bay ra khỏi hang. Đúng lúc đám kỵ sĩ chạy tới giúp đỡ cả nhóm thoát ra dễ dàng hơn, nói trước tụi tao tới để cứu thánh nữ chứ không vì tên ma vương máu lạnh nhà ngươi đâu nhé gòi gòi biết gòi biến dùng cái coi bà chị mau ela tình ý cũng chuồn đi trước tạo cơ hội cho đôi trẻ giải quyết chuyện gia đình còn thằng ba nữa lăn về tắm táp sạch sẽ mang rượu tới cống nạp xong hai đứa vẫn là bạn của nhau mọi người rời đi hết còn lại đôi trẻ với không gian yên tĩnh cả hai bắt đầu nín thở vì ngại và không biết bắt đầu từ đâu hiểu tính chủ nhân nephi lên tiếng bày tỏ em muốn về cạnh chủ nhân như trước kia chăm lo cho anh từng ly từng tí như người vợ thực thụ nhìn cô vợ trước mặt mới có vài tiếng xa nhau anh có cảm giác cô đã trưởng thành hơn nhưng để cô thoải mái khi hai đứa trở về cảnh sống chung anh đi tới quỳ xuống trước mặt vợ yêu cầu bé đừng gọi là chủ nhân nữa hãy gọi ta bằng tên bởi anh muốn mối quan hệ giữa đôi bên không còn như tình chủ nhân hay tình thầy trò đáng kính nuôi vợ để thịt thâm tâm thánh muốn cầu hôn người ta cơ mà mãi vẫn câm như hến cuối cùng đành bày tỏ anh muốn em ở cạnh cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta nói có mỗi câu thánh cảm tưởng như mình tắc thở tới nơi rồi ấy mỗi tội câu anh yêu em khó nói quá nên đành bỏ qua Nefi đưa ra chiếc khóa cổ tỏ ý muốn anh đeo lại cho mình bởi nó là thứ đã giúp em gặp được ngài ra gần. Chấp nhận mong muốn vợ yêu cầu anh đeo nó vào cổ cô và có cảm giác sao nó giống cái nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu đôi lứa vợ chồng nhà nào cũng có. Đứng ngắm ánh bình minh Nephi thắc mắc cái mối quan hệ khác với chủ tớ thầy trò là gì vậy ạ? À? Thánh nghe cũng bất lực theo ai nói dùng cho thánh biết được không chứ bọn họ cứ mập mờ thế tụi tôi trèo thuyền vẹo xương sườn cũng tới mãn kiếp mới cập bến tại thị trấn mọi người mấy hôm nay thường xì xào bàn tán về tân ma vương mới có vẻ rất thân thiện bởi họ thường bắt gặp anh đi mua đồ với bé elf vô cùng xinh đẹp bên này tại giáo đường clawill có ý muốn phế chức chỉ huy kỵ sĩ đoàn của chastai vì cô dám chống đối từ chối nhiệm vụ thảo phạt ma vương jagan người ta đã cứu cô tận hai lần cô đâu thể táng tận lương tâm lấy oán báo ân dù cho ba tùy tùng ở bên hết lời câu xin chastai vẫn không chút hồi tâm đổi ý jagan chưa từng lạc lối bởi quyết định anh đưa ra và cô cũng muốn nối gót anh thực hiện điều tương tự vài ngày sau chastai chủ động cho trả thánh kiếm cho giáo đoàn Cha sứ đón cô tiếp nhận chức thánh kiếm sĩ chứng kiến cô từng bước vươn lên ông cũng chẳng dễ hơn cô là bao khi tự tay ban hình phạt tàn khốc ấy. Ông đi tới trước mặt Trấn An cô dù cho mất thời gian chút ít nhưng ông hứa nhất định sẽ tìm mọi cách giúp cô khôi phục chức vị. Đặc biệt ông tiết lộ thêm thánh kiếm sư mạnh nhất tàn nhẫn nhất Raphael đã có mặt ở thị trấn để thanh trừ những kẻ phản bội ông dặn cô tuyệt đối cẩn thận đừng để đụng mặt lão ta. Kể từ hôm chứng kiến sức mạnh điều khiển quỷ từ ấn ký ra gần về nhà chuyên tâm nghiên cứu trong đống sách vở bút tích cố ma vương để lại. Tuy nhiên đào bới sới lộn cả tuần trời có tìm ra cái vẹo nào đâu. Bỗng nhiên từ cửa ra vào thanh niên cảm nhận bé Nephi đang đi tới tính hù dọa mình. Tính chiều vợ có từ trong chứng khứa giả mù giả điếc hùa theo cô bé ai ngờ tới khâu con bé dọa mình lại đích biết giả chân như nào cho giống kết quả bé nó quê tới đỏ cả mặt. Vì khứa chẳng hề sợ hãi như bé nghĩ, bé nó thấy anh bôn ba mệt mỏi tìm hiểu suốt từ bữa tới giờ tính chọc thánh cho bớt căng thẳng chứ chẳng có ý xấu gì khác. Anh biết chứ tuy nhiên chưa gặp hoàn cảnh gái trêu bao giờ nên thánh đâu biết nên hành động ra sao nhớ ra vụ tới đây cô thông báo với anh bữa trưa đã chuẩn bị xong anh mau tới dùng kẻo nguội mất ngon một bàn ăn bắt mắt còn vô cùng đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng mênh mông được nếm thử nó ngay hai người sau đó bắt đầu oánh chén bữa ăn thơm ngon nhức nách hết sạch sành xanh nhớ ra có món pudding trắng miệng hấp dẫn hơn cô nhanh nhảy chạy vào mang ra mời anh ăn ôi cái vị tan chảy mát lành hòa quyện mỹ vị nhân gian thật biết cách mê hoặc con người ta đột nhiên ra gần phát hiện bên ngoài đang có kẻ cố phá kết giới thánh bình chân như vậy kệ cha nó ăn đồ ngon mới quan trọng nhất Tuy nhiên anh có vẻ đánh giá thấp kẻ đó bởi chỉ trong phút chốc hắn đã vượt qua hết các cạm bẫy xông vào cửa. ra gần nhận ra kẻ tới anh từng gặp tại buổi đấu giá Valeforma nhân hắn tới đây để đòi về chức ma vương hắn nhắm tới từ thời ma vương thứ 13 vừa hẹo. Trời đánh tránh miếng ăn đợt tao ăn nốt xong tao tiếp mày sau. Ai ngờ tên đó méo hiểu tiếng người lập tức xông lên suýt đánh rơi cái bánh anh đang ăn. Nó tính khẻ thứ gì đó ra từ miệng rõ kinh anh sôi máu vã cho cái lăn đùng ngả ngửa ra đất. Nefi vội chạy tới xem tình hình mới khó tin không ngờ sau bộ đồ xấu xấu bẩn bẩn lại là một cô bé xinh xắn đáng yêu hết cỡ. Chợt nhớ ra mình vừa bắt nạt một đứa trẻ trước mặt vợ anh sợ cô ghét lắm cơ mà may Nefi an ủi không biết không có tội cô biết anh bị ép nên mới ra tay. Cảm ơn vợ yêu thông cảm thánh cõng nhỏ về phòng khách sạch phát sáng dưới bàn tay vàng trong làng dọn dẹp của vợ. Lát sau nhỏ tỉnh lại thấy anh trước mặt còn tính ra tay tiếp nhưng anh dùng một tay cũng đỡ chọn. Anh kêu bé nhớ cảm ơn Nefi nếu không nhóc đã bị chặt đầu ném xác ra ngoài rồi. Con bé càng khó hiểu tại sao anh lại tha sống cho kẻ thù anh xin nói lần nữa người cứu nhóc là Nephi anh đơn giản tuân theo mệnh lệnh của vợ đừng có tưởng bở. Bây giờ con bé thừa nhận mình tấn công anh vì mục đích gia tăng sức mạnh cho mình. Còn về phần anh đen đủi trở thành mục tiêu bé nhắm tới bởi danh hiệu anh có là kẻ diệt trừ pháp sư nên nó ngây thơ nghĩ anh sẽ không thể ra tay với những người khác pháp sư. Nghe vô lý mà cũng logic phết hơn nữa qua những động tác khè lửa tấn công anh khẳng định bé nó thuộc long tộc có tuổi thọ lên tới cả chục nghìn năm nhìn bé nó anh nhớ tới ngày bé mình không có kế hoạch rõ ràng hay tham vọng lớn lao đơn giản chỉ đi tấn công mục tiêu vô tổ chức xong bị đánh cho bầm dập tới mức khóc hu hu suy cho cùng vẫn là đứa con nít mới bước vào đời anh lên tiếng hạ lệnh trừng phạt bắt nó ở lại đây phụ giúp công việc nội trợ với vợ một tuần cả vợ và bé kia đều bất ngờ ra mặt anh mong khi giúp đỡ người khác nhỏ sẽ nhận ra thế nào là đúng sai tránh sau này lầm đường lạc lối bước vào con đường tăm tối hãy cứ để anh đóng vai thằng cha phản diện sâu xa bắt nạt con nít đi nhỏ vẫn chưa hiểu nổi tại sao anh không ăn thịt mình lập tức thánh tổn thương ngập lòng cái mặt có hơi khó ở cùng cái mỏ thỉnh thoảng hay hỗi xíu thế mà bé coi người ta như thằng cha ăn thịt con nít hình như hơi quá rồi đó đối diện với loài rồng con người có quan niệm hễ múc bang thịt rồng sẽ trường sinh bất tử vậy nên con bé mới có suy nghĩ từ xa xưa thường tin đồn lưu truyền lâu đời rằng tắm máu rồng sẽ trường sinh ăn thịt rồng giúp tăng lượng mana trong máu và xương của rồng nếu nghiền nát có thể chữa được bách bệnh nhưng tất cả đều là tin đồn thôi chưa hề có ai từng thử qua để xác nhận thực hư Gia gần bảo con bé cứ yên tâm anh đây muốn ăn mỗi vợ thôi chứ đâu có hứng thú với con bé chưa phát dục như nhóc. Nhớ lại thời ở khu ổ chuột hễ được bạn bè chia ngọt sẻ bùi ăn anh vui lắm toàn ăn nấy ăn nể. Anh kêu vợ canh xúc khi nãy hãy mang lên để con bé ăn cho đỡ đói. Cái tâm tốt mà cái miệng hỗn quá rõ ràng lo cho bé nó ổng còn nói cái giọng anh đang thương hại nhóc đó liệu ăn hết đi anh ghét kẻ phí phạm đồ ăn lắm nha. May chán sống thì cứ vứt thử coi khiến con bé nhìn cái mặt lườm nguyết của ổng sợ khiếp phía bê lên ăn vội. Vừa bỏ thìa súp vào miệng con bé thay đổi sắc mặt từ miễn cưỡng sang thích thú bởi đồ ăn ngon quá, chứ còn gì nữa xin flake chút vợ anh nấu ngon số hai đồ ai xếp chủ nhật. Loang cái hết cả bát thánh tính rời đi để vợ bắt tay vào đào tạo con bé. Nó hỏi anh không sợ nó ra tay với Nephi hay bỏ trốn ư? Nhỏ thích làm gì anh mặc xác, nhưng anh nhắc nhẹ hình như việc bỏ trốn khỏi kẻ biết bí mật của mình thì hơi ngu ngốc ha, đe dọa thế đố đứa nào gái thêm được câu nào nữa con bé tự nhủ đành cắn răng nhẫn nhịn xác định một tuần tới ngoan ngoãn nghe lời để có thể nhanh chóng chuồn lẹ khỏi đây. Thánh to mồm thế thôi chứ cũng sợ vợ xảy ra chuyện gì nên cứ lén lút quan sát hai chị em trong hệt thẳng bám đuôi. Đang phơi đồ bé rồng bất giác khen bà chị Nephi nấu ăn ngon quá và kêu chị hãy cứ gọi mình bằng pho cho gần gũi ngắn gọn xúc tích. Còn về cha ra gần khó ưa mặc dù cái mỏ cay nghiệt nhưng em nó hiểu ổng khá tốt tính tuy nhiên cái miệng rộng hơn xíu sẽ đẹp trai hơn. Theo lời pho Nephi bỗng xịt keo cứng ngắc bởi hình ảnh cô lên tưởng thánh mồm rộng trong đầu sẽ có bộ dạng giống hệt xê cô máu nhọn. Đặc biệt thứ sức mạnh kinh khủng anh có đáng rè chừng nhất và con bé tự thấy mình còn tuổi tôm mới hạ bệ nổi anh. Đừng lo ảnh mạnh nhưng là người quy củ không sử dụng phép thuật tùy tiện lên người vô tội đâu. Nephi khó hiểu sao em nó lại cần nhiều sức mạnh như thế. Bên kia Jagan cũng đang có câu hỏi tương tự mục đích con bé sống trong cái mác pháp sư nó tính bày trò gì nhỉ. Về vấn đề sao chị xinh đẹp lại ở cùng tên khó ưa đó Nephi kể ra chuyển mình được anh mua từ chợ nô lệ nhưng lại luôn coi cô như vợ để đối đãi. Cho cô một túp lều tranh hai trái tim vàng có nơi để về. Còn pho em tới từ đâu? con bé nghe tới đây thái độ thể hiện rõ sự buồn rầu bởi bé nó không có nơi để về nữa cả gia gần lẫn nephi cảm thấy đau lòng thay cô bé những ngày sau Pho dần buông lỏng đề phòng tự giác chú tâm vào công việc tại thư phòng gia gần tính anh nên tới lâu đài ma vương tìm thêm bởi chắc hẳn nhân vật tầm cỡ như ổng ta hẳn có hứng thú với ác quỷ hơn những người khác for đi vào kêu chú ra ăn cơm xong con bé tự thắc mắc bộ anh mắc tự tin lắm hay sao mà đi hiên ngang qua người tôi chẳng chút đề phòng tôi đánh lén từ phía sau hả anh đây thân thế ma vương hiền hách lo gì con nhóc chơi khăm nếu nhóc muốn đấu tay đôi cứ báo một tiếng anh sắp xếp hai đứa solo bất kỳ lúc nào nhưng đổi lại nếu thua thời gian làm cu li của nhóc cứ thế tăng dần theo. Đang ăn cơm pho lên tiếng xin lỗi anh vì hôm đó đã làm gián đoạn bữa ăn Nephi nấu cho anh bởi nó ngon quá mà. Đấy bây giờ nhóc hiểu ta bực dư nào rồi chứ tuy nhiên con bé biết nhận lỗi là cũng coi như vẫn còn cứu chữa được. Bé ngoan tự động được thưởng anh đặt cách cho pho slot tới lâu đài ma vương tìm vài thứ với anh. Pho thắc mắc sao anh liều thế lỡ nó đến ăn cắp hết các tri thức anh có thì sao tri thức không sinh ra và mất đi nó chỉ truyền từ người này sang người khác ai yếu thế hơn tự khắc kẻ mạnh đánh hơi thấy tới cướp đoạt nói bảo nói khoác sức mạnh của anh đến bố con bé cũng không so được chứ nói gì tới con bé dù dưới thân phận gì trong mắt anh pho chỉ như đứa trẻ con tuổi ăn tuổi chơi nên hãy sống như đám bạn cùng trang lứa cảm xúc bồi hồi khó tả con bé òa khóc sụt xịt vì chưa từng có ai nói với bé những lời thâm thúy như thế nước mắt bé rơi hai vợ chồng son cứ cuống cuồng chân tay chẳng nghĩ ra cách để dỗ nó nín ra gần đưa tay lên xoa đầu con bé mau sao nó đã đỡ khóc hơn càng lúc càng hiểu nhau hơn pho hoàn toàn buông hết sự cảnh giác cho phép anh gọi bé bằng tên của mình sau khi ăn xong con bé đi ngủ luôn bởi có lẽ sự chân thành giữa đôi bên đã khiến bé thoải mái mở lòng đột nhiên nephi đưa tay về phía pho thì con bé đột nhiên nắm tay anh nhìn cảnh này nephi thấy hai đứa giống vợ chồng đang trông con nói xong nhận ra mình lỡ lời đôi trẻ bất giác mạnh ai người ấy ngại thấy bé vợ ngồi bên cúi gằm cái mặt đỏ hơn quả cà chua để vợ bớt xấu hổ anh lấy hết can đảm đưa tay nắm tay vợ để tình cảm hai đứa ngày càng thắm thiết đi lên đã một tuần kể từ khi Pho đặt chân đến tòa lâu đài Ma Vương, lúc đầu còn hơi rén bây giờ bé nó đã dần quen với công việc và lối sống nơi đây. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa phụ trị đẹp con bé có vô số thời gian rảnh nó liền tự viết cuốn nhật ký quan sát Ma Vương kèm hình ảnh sống động như thật. Lỡ sau thế thời thay đổi lần nữa trở thành kẻ thù lúc đó biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trong lâu đài Ma Vương có chị Nephi chung cảnh ngộ bị giam giữ giống nhỏ. Mỗi sáng thức giấc chị đẹp thường tới ngắm bộ dạng Ma Vương ngủ say hơn chó con no sữa với cái tai cứ ngoe nguẩy suốt thời gian ngắm. Viết nhầm còn hơn bỏ sót dù méo hiểu cái gì nhưng con bé cứ cho hết vào cuốn nhật ký từ từ ngâm cứu sau. Sau giờ ăn Nephi đến chỗ Ma Vương đọc sách với tư cách học trò, nhưng mà khoan đọc sách thì đọc sách sao hai cái con người ấy lại ngồi lên đùi nhau là sao? Tấm chiếu mới chưa trải con bé pho bê luôn cả bát cơm chóa cho vào trong nhật ký. Dù chưa hiểu rõ về cuộc sống nơi đây nhưng nó tạo cho bé cảm giác ấm cúng ngập tràn hạnh phúc. Sáng hôm sau thanh niên dẫn bé rồng đi mua áo choàng mới cho giống mạo hiểm giả. Tuy nhiên vừa thấy pho siêu cute hạt me bà Manuala lập tức muốn đem cả gia tài ra đổi ẻm về nuôi khiến hai vợ chồng nhà kia vội dẫn bé ra ngoài trước khi bị bà độc chiếm con gái. Ra gần tỏ vẻ khó chịu trước mà chị nhiệt tình quá mức. Nephi lắc đầu phủ nhận cô cho rằng việc tới tiệm quần áo là lựa chọn vô cùng sáng suốt vì con bé trông vui vẻ chưa kìa. Pho cũng quay xuống cảm ơn Ra gần đồng thời nắm lấy tay hai vợ chồng giống y hệt gia đình hạnh phúc dẫn con gái đi giải ngố vào cuối tuần. Khung cảnh hiện tại rất mới lạ thanh niên Gia gần cảm giác mình đang dần giống ông bố bỉm sữa thực thụ bên kia chastai đang lưu luyến về bộ áo giáp cùng thanh kiếm thánh theo mình suốt bao năm dù hơi tiếc cơ mà cứ nghĩ tới việc vắng bóng mình việc xử lý với da Gần bị trì hoãn cô nàng thầm an ủi bản thân cũng đáng lắm đang nghĩ vần vơ chastai chợt bắt gặp cảnh tượng bộ tam gia đình hạnh phúc đi chơi phố nhỏ nó sốc điên ủa gì kỳ vậy hai khứa ăn kem trước cảnh đẻ cả con rồi ư đôi trẻ đỏ bừng mặt và thanh niên da Gần phải rối rít lên tiếng giải thích giữa đầu đường xó chợ nói gì vơ vẩn thế ta với em ấy trong sạch hơn trang giấy trắng Pho thắc mắc con mắm này là ai thế? Ra gần ngẫm nghĩ một lát xác nhận trông cũng quen nhưng chưa gặp bao giờ khiến con bé khóc thét ủng công nhỏ vun đắp hạnh phúc cho từ xa mà người ta còn méo thèm nhớ tên mình trời ạ đau nhiều chút ở trong tim đây này. Thanh bấy giờ mới nhận ra à người quen cũ cả ai kêu nhỏ nay cosplay dáng vẻ hiền thục đoan trang khác mọi lần trước thì ai mà biết. Đúng lúc ba thằng đại ngốc thuộc hạ chạy tới thông báo với Chastai giáo hoàng đang cho gọi. Pho đang định ra tay với đám người kỵ sĩ này thì Ra gần kêu nhỏ mau dừng tay lại. Thanh niên căng quá con bé đành hậm hực nghe theo. Bé cho biết các pháp sư thường có âm cảm với kỵ sĩ thiên thành đoàn nên bé hễ nhìn thấy là muốn combat với bọn họ. Cảm giác bất ổn bỗng dấy lên thanh niên thầm cầu trời khấn Phật mong sao drama đừng tìm tới vợ chồng con. Di chuyển tới tòa lâu đài ma vương, pho hết lời tán thưởng công trình đồ sộ dưới lòng đất siêu đỉnh cao trước mặt. Đặc biệt bé nó còn ngửi ra mùi loài rồng từng sống bên trong càng khiến cả bọn hào hứng khám phá. Lâu đài tối om như mực nê phi hơi sợ hãi đôi vai cứ run rẩy mãi thanh niên ra gần tinh ý chủ động nắm tay vợ dọc đường làm bé nó sung sướng ra mặt thầm mỉm cười cảm ơn chồng yêu di chuyển vào sâu hơn ba người phát hiện khắc ấn giống golem hoặc chimera thời xa xưa nó vốn do ma vương quá cố tạo ra từ ma thuật nhằm bảo vệ nơi đây nhưng từ sau khi trịnh chết chúa cũng băng hà ma vương xuống lỗ nó trở thành bức tượng không thể cử động tốt nhất mấy thứ nguy hiểm đó gia đình ta hãy bỏ qua đường tộc mạch kẻo rước họa oan hoàn thành tốt nhiệm vụ cha giao con bé pho mau chóng tìm ra khắc ấm long tộc vẽ trên sàn ra gần vui vẻ xoa đầu khen ẻm giỏi lắm Pho khẳng định khắc ấn này nó mở trong vòng nửa nốt nhạc ra gần chốt kèo giao nhiệm vụ giải trừ phong ấn cho bé nó. Thanh niên để ý đôi tai vợ cứ ngoe nguẩy suốt từ nãy tới giờ như thể có điều muốn nói. Ở lâu ngày dần hiểu tính vợ thanh niên tự đoán lẽ nào vợ ghen tị anh xoa đầu bé pho. Chẳng chân trừ thanh niên kêu vợ đứng im bằng ánh mắt đằng đằng sắc khí cơ mà khi bàn tay đặt xuống đầu vợ nét mặt thay đổi xoành xoạch cả hai đứa ngập tràn sự khoái khoái đầy hạnh phúc. Bỗng nhiên bé pho kỳ đà cản mũi quay qua nhìn chằm chằm khiến đôi trẻ ngại ngùng vội né nhau ra con bé ngây thơ vô số tội mặt tỉnh bơ thông báo phong ấn giải được rồi hai chế ạ à. men theo cánh cửa bộ tam xuống sâu hơn và ai nấy đều phải thốt lên trầm trồ khen ngợi trước kho tàng tri thức quý giá ma vương giấu kín hơn mèo dấu ấy ra gia gần giao cho hai người nhiệm vụ thu thập hết các cuốn sách tới quỷ và ấn huy của quỷ vương pho đột nhiên hỏi ra gần anh đọc được suy nghĩ của người ta hay sao mà biết Nephi muốn gì giống vừa nãy chẳng hạn ra gần đáp lời vợ chồng tâm linh tương thông ta tất nhiên tự hiểu hơn nữa vợ luôn cho ta những gợi ý đủ để ta nắm bắt thực hiện mong muốn cho vợ Cựu ma vương đã sống ở đây cả ngàn năm nếu nhóc sống đủ lâu tự nhiên sẽ nhìn hành động đoán ý được thôi. Nghe tới đây pho như bừng tỉnh hỏi anh cho phép bé sống cùng vợ chồng anh cả ngàn năm ư, nếu nhóc muốn ta đâu dám ngăn cản. Bé pho hạnh phúc lao tới ôm chặt lấy thanh niên khẳng định mình muốn sống cạnh hai người mãi mãi. Ánh mắt vô tình lướt qua cuốn sách 12 kiếm thánh, bé nó chưa kịp đọc thanh niên ra gần dô duyên đưa tay giật lấy mượn đọc trước. Nội dung bên trong giống hệt anh suy đoán, khắc ấn ma vương giống hệt ký tự khắc trên thánh kiếm, tuy có chút khác biệt nho nhỏ nhưng chúng xuất phát cùng một nơi. Dựa vào những thông tin hữu ích việc điều tra về dấu ấn quỷ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tại nhà thờ thánh hiệp sĩ Raphael đang thẩm vấn Chastai về tội dám bất tuân lệnh từ giáo hoàng. Ông ta hỏi cô đã giết tổng cộng bao nhiêu pháp sư, tên thủ lĩnh máu lạnh vô tình từng giết vô số pháp sư nên ông ta đủ quyền hành quyết nhỏ ngay tại chỗ. Dù gì kết cục chỉ có một con bé chẳng chút kiêng rè giữ nguyên cái tôi nói thẳng vào mặt tên thủ lĩnh những con số chẳng nói lên cái quần què gì cả. Ba đứa thuộc hạ còn đang hoảng sợ thay chủ nhân thì lão kia lại bật cười vì lâu lắm rồi không đứa nào dám ăn nói bố láo với mình như vậy lão ta tính rút kiếm ra ba đứa thuộc hạ vội chân trước mặt bảo vệ chủ nhân, đằng sau giáo hoàng Raphael cũng xuất hiện kêu lão thủ lĩnh dừng tay, đánh chó phải nể mặt chủ người bảo kê thắng hiệp sĩ còn đây nào để lão lộng hành. Raphael hỏi giáo hoàng thánh kiếm của con bé hiện đang ở đâu, ông ta phải lấy mạng Chastai vì thánh kiếm sẽ không nhận chủ mới nếu chủ cũ còn sống. Giáo hoàng một mực lên tiếng bãi bỏ quy luật vớ vẩn thì Raphael kêu ông hãy trả lại thanh kiếm cho Chastai để đấu với mình một trận. Tuy nhiên khi nhỏ vào trong nhận kiếm ông ta cứ thế rời đi trước cầm lấy thanh kiếm quen thuộc chất style, cảm thấy hình như ông ta đang làm hết cách để nhỏ được nhận lại kiếm thánh tại quán rượu thằng cha babatos đang cười như thằng ngáo khi nghe tin anh đang sống chung với một cô nhóc nó cho anh biết tin tức anh bắt cóc trẻ con đã lan truyền khắp thị trấn cả rồi nghe anh tiết lộ đứa nhóc mình nhận nuôi cũng là một pháp sư nó bắt đầu đoán giả đoán non thân phận người đầu tiên nó nghĩ tới là gemory nhưng mà con mụ đó ghét đàn ông vãi nên nhanh chóng bị gạch khỏi danh sách đột nhiên cha nội nhắc tới valefor thanh niên ra gần phụt cả nước giật mình thoát tim tưởng bị lộ Tuy nhiên thằng cha Babatos chỉ tò mò số phận của gã dám đột nhập vào khiêu khích ma vương. Chắc mày lại ném nó ra ngoài rồi chứ gì, hắn nghe đâu Valefor là long nhân nếu dùng cơ thể tạo ra các chất xúc tác miễn chê luôn. Đó cũng là lý do vì sao ra gần che giấu thân phận của For kẻo thằng bất lương nó tới bắt cóc con gái yêu đem về thí nghiệm. Bỏ qua chuyện con gái nuôi Babatos thông báo với anh chuyện nhà thờ cử Raphael tay săn pháp sư số một xuất kích, lão ta đã giết 499 pháp sư và nhắm vào ra gần làm mục tiêu ăn mừng cột mốc 500. Mọi người đồn lão ta từng ăn thịt rồng sức mạnh nhờ đó thuộc hàng top, nhưng do nhà thờ cấm việc ăn thịt rồng nên vẫn chưa xác định chính xác. Nhớ tới vẻ mặt căm ghét thánh hiệp sĩ của Pho bấy giờ ra gần dường như đã hiểu lý do. Còn về việc tại sao gã tuôn ra những thông tin hữu ích ấy thì tất nhiên vứt bỏ hết liêm sỉ hắn ngỏ ý xin slot bảo quản kho tàng tri thức của cựu ma vương. Khôn như mày tao nhốt vào chuồng hết rồi, nể tình chỗ bạn thân ai nấy lo tao cho mày vài cuốn thôi chứ đòi múc hết có cái nịt nha con hai thanh niên cứ mải bon mùng tám chuyện đâu để ý tới thủ lĩnh thánh hiệp sĩ Babatos vừa nhắc tới đang áp sát dần từ đằng sau với ánh mắt phát quang đủ để Babatos sợ toát mồ hôi hột. tự dưng xuất hiện vị khách không mời mà tới mọi người đang uống rượu chén to chén nhỏ hoảng sợ bỏ chạy. lão còn kích hoạt năng lực đưa cô tiếp tân chìm vào giấc ngủ tránh chứng kiến những chuyện thầm kín sắp diễn ra. Babatos xác định lão ta chính là Raphael người đàn ông cao to có vết sẹo dài từ mắt xuống má lập tức định lao tới choảng nhau thì bị anh ăn mất ma thuật ngăn cản lại khác với thằng bạn hiếu chiến không biết tự lượng sức ra gần thành thơi sơi nước vì trong ổng chẳng giống tới đây gây chiến bởi trên người không hề tỏa ra sát khí ra gần mạnh dạn kêu lão ngồi xuống đàm phán tuy nhiên lúc đối diện nhau lại thấy khó xử méo biết mở lời dư nào bên kia ông chủ tiệm khóc ra nước mắt lo sợ cô con gái chìm vào giấc ngủ ngàn thu ba anh hùng cứu mỹ nhân cật lực dùng ma thuật chữa trị ra gần bó tay câm nín nhìn thằng bạn bày trò hề vì cô nàng đó chỉ bị ngất xỉu thôi cha nội ngáo đá à mà lôi ma thuật ra chữa trị quay trở về cuộc đàm phán thỉnh thoảng Raphael cười phá lên Quả nhiên nhân vật phản diện cười thôi cũng tỏa ra áp lực đủ đường cho Khứa ra gần Giống như ra gần khẳng định lão ta không mang ý định giết pháp sư ăn mừng cột mốc phá đảo thay vào đó lão lên tiếng hỏi anh thấy Chastai là người như thế nào. Ngẫm nghĩ thanh niên xác định nhỏ đó là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay anh từng giao chiến. Raphael kể anh nghe chuyện Chastai giống như mầm họa của giáo hội khi liên tục bảo thủ chống đối nhiệm vụ giết pháp sư ra gần. ra gần ngỡ ngàng tại sao nhỏ đó cứ đặt mình vào thế khó bình thường cứ giả bộ nghe theo chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao? nói xong lão thủ lĩnh cáo lui ra về hành động lạ lùng giúp ra gần nhận ra mục đích chính lão tới đây chỉ để xác định mối quan hệ giữa anh và chastai tìm cho mình cái cớ thích hợp xử lý cô nhớ tới hình ảnh con nhỏ thân thiết cứu vớt vợ yêu đêm bị mình đuổi đi thanh niên lên tiếng thông báo ở thị trấn chastai có rất nhiều bạn nếu cô ấy chết họ sẽ đau buồn lắm trung hợp thị trấn thuộc sự quản lý của anh nếu lão định ra tay anh không ngại xử lý lão trước đầu Raphael cười phá lên vì ma vương đã không làm ông thất vọng lời đe dọa hào hùng như vậy mới giống tên ác quỷ cả giáo hội dốc toàn lực truy đuổi thanh trừng đợi lão biến khuất mắt ra gần giao cho ba ba nhiệm vụ xử lý thằng bé tưởng đâu anh kêu mình tự tìm đường chết khóc dòng từ chối cơ mà anh chỉ nhờ gã điều tra chất tay thôi còn về tiền công mang sách của cựu ma vương ra trao đổi đã đủ hấp dẫn chưa chuyến này nguy hiểm nhưng vì những kho báu vô giá hắn chấp nhận nghe lệnh tuy nhiên gã rời đi nhanh quá mà điếu trả tiền rượu buộc thanh niên ra gần đành tạm ứng trước về đòi gã cả gốc lẫn lãi sau trở về lâu đài thanh niên tưởng vợ ngủ rồi ai ngờ bé nó vẫn ngồi chờ sẵn ở phòng khách chào mừng chồng yêu Bình thường Nephi hay ngủ sớm nhưng hôm nay Pho nhất định muốn chờ anh trở về cơ mà trông dáng vẻ ngủ chảy cả nước miếng thì là chờ giữ trưa. Cả ngày nay Pho rất chăm chỉ phụ khiêng sách từ lâu đài vào thư viện và cũng hào hứng mong được đọc chúng. Hình như con bé đã rất vui khi nghe anh nói sẽ ở với bé cả ngàn năm, dòng sở hữu tuổi thọ dài lê thê hiếm ai sống cùng chúng nhiều tới thế. Đó là lý do vì sao Pho căm ghét người giết bố mẹ mình, ra gần thầm nghĩ hẳn anh cần giết tên thủ lĩnh kia trước khi lão gặp Pho. Nephi tỏ ý cũng ước được sống chung với hai cha con cả nghìn năm, vợ yêu cứ nói thừa em tất nhiên sẽ sống ở bên anh mãi mãi rồi. Nephi vui vẻ cười tươi đồng ý, ánh mắt hai đứa nhìn nhau đắm đuối hai gò má bất giác đỏ ửng lên, dù chung sống với nhau khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên ra gần ngắm vợ ở khoảng cách gần thế. Long mi vợ dài quá xinh đẹp tựa thiên thần, người vợ cũng thơm nữa mái tóc còn hơi ẩm xem ra vừa mới tắm. Không khí ngọt ngào vây quanh đôi trẻ khó lòng chống cự môi sắp chạm môi thì thằng cha Barbatos khốn nạn xuất hiện cản đường đôi trẻ bóc tem. Babatos bế Chastai lên kêu anh mau giải độc giúp nhỏ. Hai vợ chồng mau mải chạy tới chỗ Chastai. Pho bị tiếng ồn ào đánh thức trách ra gần lớn tiếng quá, dịu dịu cái mắt nhóc nhìn thấy trong tay Babatos bế thánh hiệp sĩ sắc khí bừng tỉnh lao tới đòi lấy mạng Chastai. Ra gần vội đưa tay ra chặn đòn đánh. Pho cam phẫn nói ra lý do mình trở thành pháp sư nhằm mục đích trả thù thánh hiệp sĩ vì chính chúng dùng kiếm thánh giết chết cha cô. Người tới là khách ra gần đâu thể để bé ra tay trước mắt mình. Hơn nữa người giết cha bé nào phải Chastai giết nhỏ chỉ khiến pho có thêm nhiều kẻ thù hơn còn kẻ thù thật sự vẫn sống nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật trả thù là phải khiến kẻ thù đau đớn rơi vào vực sâu vô tận khiến chúng đau khổ vô tận cầu xin được chết mới đã pho thắc mắc anh từng trả thù ai bao giờ chưa giết rồi cơ mà hồi đó ra tay một đòn chết ngay thì chả khoái tí gì đâu anh mày trải qua rồi nên cho bé kinh nghiệm đó ra gần hứa truyền thụ cho pho cách trả thù đúng đắn nhất nhóc yên tâm tòa lâu đài không có gì ngoài đống đồ tra tấn cao cấp nhất tin lời anh dai sắc khí dần vơi bớt chấp nhận thời cơ chín mùi ra tay sau còn ba ba đen mặt thì thầm hỏi thằng bạn mày tính dạy con mấy thứ giết chóc ấy thật sao thằng áo chữa trị một hồi chastai tỉnh lại với trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh nhỏ kể với gia gần chuyện nhận được lá thư bí mật và gặp kẻ bịt mặt nói về phe cộng sinh chúng đề nghị cô hãy hợp tác cùng chung sống chống lại giáo hội bởi họ cũng không gây thù trúc oán với giới pháp sư chastai tưởng họ do giáo hoàng cử tới giúp đỡ nên đã nhanh chóng buông bỏ cảnh giác hắn cho cô biết giáo hội tên orobas sau đó cho cô thêm thời gian suy nghĩ lúc nhỏ vào phòng uống tách trà phát hiện trong đó có bỏ độc nhỏ ngất xỉu được ba Batos đưa đến đây sau đó nhờ anh chữa trị mới an toàn giữ mạng. Chastai nghi ngờ Raphael bỏ độc mình cơ mà Zagan khẳng định ông ta thích thì xin thủ cấp luôn cần gì vòng vo mất công lại còn không chắc chắn. Zagan tính ra ngoài cho nhỏ nghỉ ngơi đột nhiên Chastai đưa tay kéo anh, nhận ra mình hơi tự nhiên con bé vội buông tay nhau ra tuy nhiên nhỏ xin phép anh hãy cho mình lưu trú nghỉ ngơi thêm ít bữa. Chastai không có ý định ở lại học đập chậu cướp hoa cô chỉ muốn được trở thành một phần trong hạnh phúc của đôi trẻ. Cứ như thế sáng hôm sau Chastai trở thành cô hầu gái thứ ba dưới trướng Nephi, bình thường nhỏ chưa từng cầm thứ gì ngoài kiếm bây giờ bắt dùng chổi quét nhà khác gì đánh đấu nhau ra gần nhắc nhở có làm thì mới có ăn yên tâm ở đây chăm chỉ không bao giờ lo chết đói dưới địch ý For nhìn chất tai thanh niên kể ra vụ thánh kiếm sĩ giết cha cô bé nhưng anh đảm bảo nhỏ sẽ không trả thù cô bằng thủ đoạn hèn hạ đâu bởi nhỏ kêu hãnh lắm tuy nhiên khứa đoán sai toàn tập với thời gian nửa buổi sáng pho đã khóc thét tận ba lần chỉ vì mấy trò vớ vẩn con bé tạo ra kể cũng lạ thánh kiếm sĩ trảm yêu diệt pháp sư lại đi sợ đám cóc nhái thật khiến người ta khó hiểu Jagan nghe Chastai cầu cứu chạy tới gỡ hộ con ếch ra thì pho tiện tay đáp cho hai con nữa khiến nhỏ sợ rất cả tim đổ cả xô nước lên đầu. Jagan phát hiện ngoài chiến đấu nhỏ chả được cái tích sự gì. Suốt 10 buổi tối Chastai tới ở chung pho tối nào cũng nói xấu cô nàng vào cuốn nhật ký thân yêu, thậm chí còn gọi nhỏ bằng cái tên đồ đuôi ngựa đáng ghét. Cơ mà mang hết rắn nhận đủ các thể loại ra dọa đố cô gái nào chịu nổi, thằng cha ba Tos đứng xem màn tấu hề của cái gia đình bất ổn cười muốn nội thương luôn. Bên kia Nephi thay mặt con gái yêu xin lỗi Chastai, tuy nhiên nhỏ đó đang để ý cái bồn tắm siêu to khổng lồ ra gần đầu tư cho vợ nào nghe lọt tai lời Nephi. Nhỏ còn hỏi cô cái bồn tắm to thế chắc đủ cho hai người tắm đó nhỉ? Ai ngờ Nephi khẳng định dạo này hai đứa hay tắm với nhau lắm xong còn kể ra quá trình kỳ cọ vui đùa nữa. Tuy nhiên nãy giờ Nephi đang nhắc tới pho ấy chứ nào giống những gì đen tối Chastai nghĩ. Nephi xấu hổ cúi mặt xuống nước khi viết Chastai hiểu lầm mình với chồng yêu tắm chung, người gì mà có suy nghĩ táo bạo thế má đang cật lực bốc phốt đồ đuôi ngựa ra gần mở cửa bước vào pho gấp vội cuốn sách trách để thanh niên nhìn thấy anh vào nhắc bé đừng bày trò dọa dẫm vì như thế đâu giống việc một chính nhân quân tử hay làm thêm nữa dù bàn với nhau cả rồi dù vậy anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn từ bé nếu còn vướng bận gì hãy cứ xử lý cho ổn thỏa anh và vợ luôn ở lâu đài chờ bé quay về tối hôm đó cảnh tượng cha chết dưới kiếm thánh lần nữa hiện lên trong mơ pho giật mình tỉnh giấc tìm tới chỗ chất tai bằng trạng thái muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ tuy nhiên trước khi cánh tay tàn độc dáng xuống pho đã kiềm chế dùng tay không véo má nhỏ xả cơn tức lát sau nephi hoảng loạn chạy tới tìm ra gần thông báo pho đã biến mất rồi ngược dòng thời gian trở về quá khứ sau khi ra gần rời đi pho tiếp tục ngồi viết nhật ký về chuyện anh và nephi ngỏ ý muốn nhận bé làm con gái dù rất bất ngờ trước lời đề nghị nhưng sâu thẳm trong lòng bé có chút hạnh phúc kể từ lúc tới nơi đầy bí hiểm này pho cuối cùng đã nhận ra cảm giác ấm áp đang nảy sinh trong lòng mình bé muốn được ra gần xoa đầu hoặc tận hưởng khoảnh khắc nephi ôm mình vào lòng hay những trí thức ra gần dạy cũng như món ăn nephi nấu tất cả đều là những thứ bé lưu luyến Tuy nhiên thù nhà còn đó bé chưa thể vứt bỏ hết tất cả ở lại đây tận hưởng cuộc sống sung túc bên bố mẹ nuôi. Hôm nay chính là chương kết của cuốn nhật ký thường ngày bé chân thành xin lỗi hai người sau đó giang cánh biến mất vào màn đêm u tối. Pho bay tới tòa lâu đài cựu ma vương, nếu bé ăn cắp đám sách tri thức ra gần tìm được đồng nghĩa với việc bé đang gián tiếp phản bội sự tin tưởng từ anh. Nhưng vì sức mạnh báo thù nhỏ không còn sự lựa chọn nào khác đành cúi đầu xin lỗi thanh niên gia trưởng ấy sau. Vào lúc pho loay hoay mở cánh cửa bỗng tiếng người vang lên phía sau, con bé giật mình quay lại đã thấy Raphael nhìn mình chằm chằm. Người lão toát ra mùi vị quen thuộc, hình ảnh cha nằm trên vũng máu hiện về rõ mồn một. Vết thương trên mặt gã chính là do trận chiến năm đó lưu lại. Kẻ thù tìm kiếm bao lâu xuất hiện ngay trước mắt con bé lòng đầy cam phẫn thù hận che hết lý trí biến hình chế độ tàn sát lao tới tấn công Raphael. Lão ta nhanh chóng rút kiếm thánh đáp trả và bấy giờ đối diện với thanh kiếm mang uy lực áp đảo nhỏ nhận ra mình quá sai lầm lựa chọn chiến đấu theo cảm xúc. May mắn vào lúc thanh kiếm kề sát cổ ra gần xuất hiện tay không chặn kiếm bảo vệ bé an toàn giữ mạng anh cho phép bé làm mọi điều mình thích cơ mà ra ngoài đêm khuya là hư lắm đó nha. Pho bất ngờ tại sao anh lại tới được đây, nhóc quên anh mày sở hữu chiếc chuyển phát nhanh chất lượng ư. Ba bất mãn ngoi dậy đính chính dịch chuyển tức thời của bố mày hàng thật giá thật chứ méo phải chuyển phát nhanh bọn shipper hay dùng nhé. Không ý pho là tại sao bé nó phản bội anh vậy mà anh vẫn tới giúp nhỏ, ra gần khẳng định anh hiểu cảm giác của bé nên đừng lo gì cả. Anh xoa đầu bé Trấn an khiến bé chút bỏ lớp phòng bị chạy đến ôm thanh niên nhão nhẽo xác định con gái an toàn thanh niên không quên báo cáo tình hình cho bé vợ ở sau cổng dịch chuyển lo lắng hỏi thăm vợ cứ ngoan ngoãn ở đó chờ anh mang con gái về Raphael đứng đối diện cười khẩy khinh thường ấy vậy mà anh dám đối đầu với gã thật kỳ lạ hơn ma vương cũng động lòng chắc ẩn bảo vệ người khác ra gần từng cảnh cáo ông rồi dám tác oai tác quái trên đất anh cai quản gã đúng chán sống rồi hơn nữa để mị nói cho mà nghe bé pho chính là con gái ta bảo sao thánh cật lực chống đối nhưng như đó chưa đủ khiến ông ta dừng tay đâu hiện tại lão chưa thể dừng chân tại đây nên cách duy nhất đành xuất kiếm chiến đấu Ok là ngay ổng thích thì anh chiều. Lão ra dùng kiếm thánh đánh đòn bay tóc về chỗ khứa mên đồng thời phân giã vòng tròn ma thuật anh vừa vẽ ra. Lão ta tự hào Fred thanh kiếm từng đánh bại ma vương và thiêu dụi tất cả ma thuật của những pháp sư bằng ngọn lửa thanh tẩy, một khả năng chỉ người sử dụng thanh kiếm thực sự mới được sở hữu. Babatos đứng đằng sau mắng anh cái đồ não tàn ngu chưa dám chọc giận não ta, bố mày lại sợ quá cơ. Anh cũng nhắc với For chuyện mình dạy nhóc cách xử lý kẻ thù. Đầu tiên nên dụ chúng bung hết skill ra sau đó nghiền nát chúng như con kiến mới là đỉnh cao của sự thỏa mãn dứt lời thanh niên lao vào chống đối Raphael. Ma lực tiếp xúc với nguồn năng lực thánh kiếm tỏa ra nhưng vòng tròn ma thuật bên chỗ ra gần không hề phân rã như lúc mở màn combat. Chứng kiến lão ta bắt đầu hoảng thanh niên xin khoe nhẹ kinh nghiệm mình tích lũy, ngay trước ma ấn của anh từng bị phân rã. Thanh niên dựa vào tài liệu cựu ma vương để lại tạo ma ấn có khả năng chống phép thuật phân rã từ thánh kiếm sĩ. Ma thuật này liên tục hấp thụ mana từ môi trường xung quanh nhằm tự duy trì, ngay cả ngọn lửa thanh tẩy của nhà ngươi cũng như con tép trên mép con mèo so với ma thuật thiên quy bố mày tạo ra rút lời ngọn lửa lão ta tự hào auto tan biến đồng thời bị đẩy văng ra xa rơi vào thế chật vật nào dễ dàng chịu thua lão ta mặc kệ cánh tay vừa bị gãy lao vào trả đũa lần này cây cú hơn lão tung uy lực mạnh thật cơ mà nhiêu đó hoàn toàn chưa đủ chạm vào vạt áo thanh niên vòng tròn ma thuật tiếp theo được tạo ra liên tục va vào đánh bay màu ngọn lửa thanh tẩy lão vừa nhe nhóm ma thuật quan trọng thử nghiệm 3 lần kết thúc màn chơi đùa dù kết quả khá ổn tuy nhiên ra gần vẫn cần tập luyện nhiều hơn nếu muốn hoàn thiện ổn thỏa ba tô lo dùng thằng bạn đứng bên ngoài chõ mõm vào dặn anh lo tập trung chiến đấu hộ tao cái cơ mà đấy người ta gọi là tự tin nha thằng nhóc nói rồi anh tung chưa dứt điểm đánh bay lão thủ lĩnh bay đập vào cánh cửa bất tỉnh nhân sự dập tắt ngọn lửa thanh tẩy đồng nghĩ anh sẽ sử dụng được nhiều ma thuật khác bé pho vỗ tay tán thường người cha tài giỏi siêu vip ra gần đoán ca này lão kia chắc chắn lãnh cơm hộp cả song dù áo giáp thánh hiệp sĩ có ao trình cũng đích chống nổi cú đấm mình tự hào ai ngờ từ trong lão ta lê cái thân đầy thương tích đi ra quyết chống chọi tới hơi thở cuối cùng đúng là cái đồ dai hơn kẹo cao su ở tòa lâu đài chastai nghe đầu đuôi câu chuyện từ nephi nhỏ tự trách bản thân do mình nên pho mới bỏ nhà ra đi như thế nhỏ cảm thấy tội lỗi tự nhủ cần tới đó hỗ trợ người một tay nhưng bây giờ công khai chống đối Raphael bảo vệ ra gần vậy thì chẳng khác nào tự cho lão ta cái cớ chụp mũ cô với danh tiếng phản đồ chastai gục xuống đau khổ khẳng định bản thân rất ghen tị với nephi ngược lại Nephi cũng như thế, nhỏ kia phá lên cười méo tin mình có chỗ nào để cô gái hoàn hảo như Nephi đề cao. Nephi ghen tị với Chastai vì nhỏ có thể tới bên Jagan bất kỳ lúc nào, bản thân Jagan vốn mạnh mẽ nhưng Nephi luôn muốn tới bên cạnh dù chỉ cổ vũ tinh thần cho chồng yêu cũng được. Bé ôm trầm lấy Chastai khẳng định mặc dù vậy nhiệm vụ của mình là ở đây chờ anh trở về nên nhỏ không thể rời bỏ vị trí. Chastai khóc nức nở bởi sự hèn nhát từ bản thân. Chastai khóc nức nở bởi sự hèn nhát của mình. Cô từng nghĩ bản thân sẽ giúp đỡ anh nhưng thân là một thánh hiệp sĩ nhỏ không thể phản bội giáo hội nuôi lớn mình. Hiện tại nhỏ chưa tìm ra lối thoát cho chính bản thân, thứ cảm xúc ấy khiến nhỏ đau đớn và tự hỏi mục đích mình vung kiếm là gì cơ chứ. Nhỏ không muốn chĩa kiếm vào da gần muốn được kề vai chiến đấu chung chiến tuyến cùng anh. Ngay từ lần đầu gặp mặt Chastai giống Nephi đã nhận ra khứa mỏ hỗn là con người cô độc. Nephi có chút ghen tị khi nghĩ chỉ mình thấu hiểu anh xong cô tự an ủi bản thân thật may vì bên ngoài có thêm người nữa thấu hiểu anh nhờ Nephi thánh thiện thông não Chastai như được tiếp thêm dũng khí sẵn sàng vác kiếm hỗ trợ ra gần đối diện với Raphael. Ở hầm ngục vết thương trên người Raphael dần hồi phục như thể chứng minh lão ra đúng từng ăn thịt rồng giúp cơ thể trường sinh bất lão. Bằng chứng đầy đủ cả pho buộc tội lão ta giết chết cha mình con rồng vĩ đại từng chia sẻ vô số kiến thức hữu ích giúp nhân loại phát triển. Người đời hay gọi ông bằng cái tên Orobos, con rồng sống hơn nghìn thiên niên kỷ nhà thông thái bậc nhất đế quốc lưu danh sử sách ngàn đời. Pho đau đớn khi chứng kiến cha mình bị chính con người ông dốc lòng hết sức nâng đỡ phản bội. Ngày đó một đám người tự xưng danh thánh hiệp sĩ tới mời ông đi cùng chúng. Cha cô đã đi và không bao giờ quay trở về. Sau tuần trời cật lực tìm kiếm pho phát hiện thanh kiếm cắm sâu vào lưng cha bên cạnh còn có Raphael đang tận hưởng uống máu ông. Nhận định pho đích thị là con gái Orobat lão ta lao tới tính diệt cỏ tận gốc nhưng làm gì có kịch bản đó ra gần chắn trước mặt tặng cho lão ta trưởng lực học cả huyết mùng. Dù vậy lão ta chưa chịu bỏ cuộc tiếp tục xông tới, pho dùng vòng tròn ma pháp phòng thủ cơ mà đâu ăn thua may sao Chastai tới kịp lúc cứu bé khỏi cảnh bay màu. Chastai kêu lão ta mau dừng tay trước khi mọi chuyện hết đường cứu vãn. Ra gần tới trước mặt Raphael ép ổng nói ra sự thật bởi lúc nghe tới cái tên Orobat sắc khí của ông hoàn toàn biến mất chứ không thực sự muốn lấy mạng phò. Chastai ở bên kéo kéo vạt áo thanh niên khẳng định người gửi bức thư và hứa sẽ giúp đỡ mình thoát khỏi giáo hội chính là Raphael vì ông ta từng nhắc tới cái tên Orobat kẻ trung lập. Mọi tình tiết còn khá mơ hồ tất cả mọi người đều chăm chú chờ đợi câu trả lời thì bất ngờ xuất hiện luồng tà khí khiến cả bọn khó thở từ bên trong con golem ma vương đời trước tạo ra nhằm chấn giữ lâu đài dần xuất hiện nó mang tà khí giống hệt con quỷ lần trước nhưng hơi yếu hơn nó đang sử dụng kỹ năng hấp thụ sức mạnh từ xung quanh nhằm duy trì năng lượng sống cho bản thân có vẻ như thánh kiếm của Raphael đã vô tình giúp nó phá vỡ phong ấn ra gần dùng khắc ấn ma vương ra lệnh cho nó quay đầu là bờ cơ mà đếch ăn thua nó ha cái miệng rộng thanh thang tấn công mọi người chastai được ra gần kéo vào nơi an toàn nhưng luồng sắc khí đang tiến thẳng tới chỗ pho và lúc mọi người tưởng đã muộn bất ngờ Raphael chắn trước mặt pho đỡ thay bé nhát chí mạng Mọi người hết sức ngỡ ngàng trước hành động liều chết bảo vệ kẻ thù. Riêng ra gần dùng 3 phần sức mạnh, 7 phần nổi giận dùng chưa duy nhất cho Golem đang xuất bởi cái tội dám đụng vào con gái tao. Xử lý xong xuôi anh quan sát thấy vết thương gần sát với tim dù từng ăn thịt rồng Raphael cũng khó thoát khỏi quỷ môn quan. Anh lờ mờ cảm giác ông ta đang cố trục lại lỗi lầm nhưng chưa tìm ra lý do chính xác vậy nên anh muốn ổng mau nói ra sự thật ông ta đang che giấu. Dưới sự trông chờ từ mọi người Raphael mạn phép nói ra sự thật rằng Pho đã hiểu lầm ổng Người vĩ đại như ngài Orobat sao có thể chết dưới kẻ tầm thường như ông? Chăm nghe không bằng mắt thấy pho vẫn một mực đổ tội nói dối lên đầu ông chính mắt bé nhìn thấy gương mặt tựa như ác quỷ đang uống máu cha mình. Cuối cùng ông cũng nói ra sự thật năm đó. Hôm đó ông ấy tới nhờ Orobat hỗ trợ xử lý kẻ thù nó chính là con ác quỷ lưu danh trong truyền thuyết nghìn năm trời. Nói ra lại bảo nói phép cơ mà ác quỷ thực sự đã xuất hiện, nó là kẻ lấy đi mạng sống của ngài rồng cùng vô số các pháp sư tại trận chiến sống còn. Pho tiếp tục mắng ông đang xạo lồng trên đời này lấy đâu ra sự hiện diện của ác quỷ, ra gần đứng bên chứng minh giúp Pho hiểu hơn chính bản thân anh cũng từng đối đầu với con ác quỷ cách đây vài tháng. Do vậy anh mới nhờ vợ và Pho hỗ trợ tìm những thông tin liên quan đến quỷ đồng thời nghiên cứu cách tiêu diệt chúng. Lẽ nào cha cô chiến đấu và thua thảm bại dưới tay lũ ác quỷ sao? Không nói đúng ra phải là tự hào. Raphael kêu bé nên hãnh diện khi có người cha mạnh mẽ hy sinh cứu rỗi nhân loại. Ông cũng dặn bé đừng để thù hận che mờ con mắt. Ngài Orobat đã đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ nhỏ nên hãy sống thật tốt và thay cha mình ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Trường hợp nhóc chưa mãn nguyện, ổng sẵn sàng trao đầu mình cho nhóc báo thù rửa hận. Ông cảnh báo mọi người ác quỷ rất mạnh nếu chúng nhân lúc nhà thờ giao đấu với các pháp sư khả năng cao nhân loại hoàn toàn lép vế. orobat dặn Raphael cần chuẩn bị thật tốt hãy thay ông sống tiếp bảo vệ sự bình yên của thế giới ông dùng cả tính mạng đánh đổi. Raphael dù rất đau lòng nhưng người chết đã chết người sống cần ở lại hoàn thành nhiệm vụ chưa làm xong, ông đã uống máu rồng duy trì sức mạnh tới tận bây giờ. Đó chính là cảnh gây hiểu lầm cho bé Forus suốt nhiều năm. Hiện tại Raphael tìm ra người đáng giao phó cho chức thủ lĩnh phe trung lập mối thủ giữa các pháp sư và thánh kiếm sĩ sẽ biến mất, ông có chết cũng không còn gì lưu luyến hay oán trách. Thằng Barbatos im hơi lặng tiếng trượt kêu lão già im dùng cái ai tin nổi người mang trên mình bàn tay nhuốm đầy máu của các pháp sư. Đúng thế do tội lỗi bản thân gây ra Raphael không xứng đáng với chức lãnh đạo phái trung lập. Vậy nên thánh nữ thánh kiếm sĩ Chastai ông muốn nhờ cô đảm nhận chiếc ghế cao quý giúp hai phe đối đầu thống nhất xóa bỏ thủ oán trước kia. Câu chuyện đang tới hồi bánh cuốn đột nhiên từ đằng sau con golem tưởng xuống kia ăn hết nải chuối rồi ai ngờ vẫn đứng dậy được nó mới ảo. Raphael dám chắc con này méo phải golem nó là thứ kết hợp giữa golem ác quỷ và con chimera. Dựa theo linh tính người từng chiến đấu ổng chắc chắn nó là con quỷ năm xưa đánh bại Orobat cùng hàng trăm binh sĩ. Có vẻ như ma vương quá cố đã thu thập những gì sót lại từ con quỷ tạo ra vật thế bán quỷ với mục đích phục tùng ông ta. Ra gần trừ thề cái lão già phiền phức chết rồi vẫn để cho anh dọn dẹp mớ hỗn độn vớ vẩn vừa mất thời gian vừa mất sức. Nếu con này giống với con trước anh cần thay đổi chiến thuật chứ vài cú đấm chưa đủ khiến nó xi si nhê. Chastai ngỏ ý muốn tham gia vào trận chiến hỗ trợ anh phần nào hay phần đấy. Cơ mà anh thấy cô nàng đứng qua bên cạnh hóng kịch hay cùng thằng cha Tos đã là giúp anh rồi đấy. Cái đầu mỏ hỗn vừa cờ lờ sao dám chê thẳng mặt người ta thế hả cha nội. Nói gì thì nói trận này anh cho phép thì cho không đồng ý cô cũng tiên phong đánh trước. Chastai dựa đầu vào kiếm thánh thực hiện nghi lễ xin thần linh ban bố cho sức mạnh. Ngọn lửa thanh tẩy dù yếu hơn của Raphael nhưng thừa sức giúp anh mở bát đầy ngoạn mục mặc kệ anh ở đằng sau khuyên can con bé lao nhanh như chớp va và vào đời nhau với con quỷ ra gần quan sát mắt chữ o miệng chữ a tán thưởng con nhỏ dạo này tiến bộ ghê ha nhân lúc nhỏ cầm chân con quái anh lao tới thêm cho nó cú đấm vòng tròn ma thuật vừa cải cách nhưng chẳng thấm vào đâu qua đó khứa nhận ra thân thể sắt đá chỉ là mồi nhử còn cơ thể thật chính là cái thứ khói đen ám xung quanh nó nó dùng cơ thể bắn ra các mảnh vụn sắc nhọn tập trung vào chỗ mên tuy nhiên chất tai yểm trợ từ đằng sau chém nát đám ám khí tan thành nhiều mảnh nhận thấy thời tới thanh niên lao đến tặng cho nó cú đấm tắc thở kèm theo làn khói xanh nuốt gọi ám khí màu đen bảo vệ nó con quỷ nhận ngay chiếc vé đi chuyển sinh kiếp khác ra gần kể ra mình vừa dùng chiêu thiên cân tạo ra khiên hấp thụ ma lực vô hạn xung quanh để cường hóa anh đảo ngược nó và gắn vào con chimera ngọn lửa màu đen cháy bằng ma lực ngọn lửa màu vàng cháy dưới pháp lực thiên cân thiên hỏa đối đầu tự triệt tiêu lẫn nhau chastai nhận định anh quả thực xứng danh pháp sư đỉnh cao nhất giải ngân hà ra gần khen lại chastai cô cũng đâu phải dạng vừa U là trời lần đầu tiên được thanh niên gọi bằng tên con bé nó thích mê cứ cười khúc khích như chúng ta ấy, nhưng mà khoan anh khen cô phần lớn do cô là bạn của vợ tôi thôi. Con bé nghe xong nụ cười chợt tắt ngay cái mặt tức thấy rõ luôn tuy nhiên dù ra sao chắc muốn được ở cạnh chiến đấu cùng anh. Pháp sư chung chiến tuyến với kỵ sĩ thì sao nhỏ đếch quan tâm, dù chuyện kiểu này chưa từng xảy ra cơ mà khứa mên cảm giác có người ở đằng sau bảo vệ cũng không tệ. Quay trở lại chữa trị vết thương cho Raphael, vết thương quá nặng ngay cả máu rồng cũng bất lực xem ra lần này ổng tận số thật rồi sợ mình sắp tàn đời Raphael gắng gượng tiếp tục giao phó nhiệm vụ đảm nhận chức vụ dẫn đầu phái trung lập cho Chastai. Qua trận chiến khi nãy ông càng xác định chẳng ai xứng đáng với vị trí ấy ngoài nhỏ, ông dặn cô hãy yên tâm những người chung suy nghĩ giống mình sẽ bảo vệ và chấp nhận tân thống lĩnh. Về việc ông lấy tên Orobat đặt cho tổ chức một phần sợ người ta nghi ngờ, lý do thứ hai là chính Orobat cũng mong muốn lập ra phe trung lập. Raphael nợ ổng mạng sống nên lấy tên ông ấy đặt cho tổ chức vừa vặn hợp lý nhất. Gia gần khó hiểu ngay từ đầu xác định giúp hai phe bắt tay làm hòa vậy tại sao ổng lại giết nhiều pháp sư thế. Oan thấu tâm can lão già biết méo gì đâu toàn tụi nó kiếm cớ tới gây chuyện trước. Dù nhiều lần ổng bật nút thân thiện nở nụ cười thương hiệu ra tỏ lòng thành ai rè lũ vô lý càng xông vào đòi mạng người ta. Ê khoan có phải nụ cười dịu dàng ổng nhắc tới giống cái mặt ông nhìn tôi lúc ở quán rượu khum, chính xác luôn mặt ông lúc nào cũng thế mà vãi đạn cả bọn dám chắc nguyên nhân chính là do ổng mang cái mặt gạ đòn đấy đi khắp muôn nơi xong sở hở mồm lại phun ra vài câu gây hiểu lầm thì bố đứa nào chả ngứa mắt thêm nữa cái lần ổng tới quán rượu chỉ để nhắc anh Chastai đang gặp nguy hiểm thôi còn ổng hỏi nhỏ từng giết bao nhiêu pháp sư vì tay nhuốm máu giống ổng sao đảm đương nổi chức vụ cao cả kia mọi chuyện sáng tỏ hoàn toàn Raphael lần nữa kêu Chastai hãy trở về nhà thờ thay mình hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở Phò hỏi Raphael câu cuối trong mắt ông cha cô là người như thế nào Chẳng còn từ nào khác ngoài thiên tài vĩ đại khoảng thời gian kể vai chiến đấu cùng ông ấy chính là ký ức tuyệt vời nhất trong lòng ông. Ông mong pho cho mình thêm thời gian nữa làm xong mọi việc ông sẽ chủ động mang cái mạng quen tới giao nộp cho nhóc, dứt lời ổng chống gậy rời đi trước. Gió tay mưa máu tan biến ra gần xoa đầu con gái kêu bé mau trở về kẻo mẹ lo lắng nhiều hơn, dưới chiếc xe chuyển phát nhanh thương hiệu cả bọn nhanh chóng được ba Batos đưa về nhà. Tại nhà thờ tên giáo hoàng đang tức giận bởi độc dược chưa đủ hại chết Chastai ngoài mặt giả nai đóng vai người bảo kê hiệp sĩ thánh thiện thực ra lão luôn căm ghét pháp sư đồng thời loại bỏ những thánh kiếm sĩ chống đối nhiệm vụ loại trừ pháp sư mình giao cùng lúc đó Raphael lê nết tâm thân chồng chất thương tích trở về tên giáo hoàng tiếp tục diễn vai hảo nhân tỏ vẻ quan tâm muốn xoa thuốc chữa thương cho nhưng sự thật thứ trên tay gã là thuốc độc chất từng uống đâu cần khách sáo với tên khốn nạn nữa Raphael xin ngay cánh tay phải dơ bẩn của gã sau đó nhét bàn chân vào mùng không cho lão la làng bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy ông thay các nạn nhân thánh kiếm sĩ chết oan ức tiễn tên chủ mưu đạo đức giả xuống gặp diêm vương thù mới nợ cũ với nhát kiếm dứt khoát từ Raphael tên xấu xa đã phải trả giá ở lâu đài jagan kể cho chastai nghe vụ giáo hoàng đứng đằng sau tất cả đống việc bẩn thỉu nhiều lúc chastai cũng từng nghi ngờ nên bây giờ cô không bất ngờ lắm nhà thờ hiện tại hỗn loạn nhỏ tạm biệt hai vợ chồng quay về thu dọn tàn cuộc trước lúc đó jagan hỏi nhỏ có nhận ra mình đang uống thuốc độc không làm nhỏ tái xanh mắt suýt đổ cả trà xuống đất đùa tí thôi anh đây dặn cô đừng lơ là kẻ uống thuốc độc thêm lần nữa cái trò đùa thật vô vị lại còn quá đáng nhỡ người ta đánh đổ trà nephi thì quá tội lỗi rồi ra gần lắc đầu trà không phải do nephi pha Bây giờ chastai để ý thấy bé for núp sau ghế nãy giờ chẳng chịu ra mặt cô tiến tới xin lỗi bé dù bây giờ chưa thể hòa hợp với nhau nhưng lúc chastai quay người ra cửa con bé lên tiếng hẹn cô hãy tới chơi nhiều hơn cuối cùng cũng chịu gọi tên nhỏ thay cái biệt danh tóc đuôi ngựa chastai cảm động bật khóc làm cả bọn bó tay cái đổ hay mít ướt Raphael ở đằng sau nhắc cô có gì khó khăn cứ tới tìm mọi người sẵn sàng giúp nhỏ giải quyết rắc rối Chastai giật mình trước sự tồn tại của Raphael tại đây còn mọi người vô cùng bình thản. Tất nhiên rồi ngoài cô ra ai chả biết việc Raphael chuyển hộ khẩu vào lâu đài ma vương, cái chuyện giáo hoàng cũng do ổng tiết lộ cho bọn tối cổ ấy chứ. Trước đó Raphael giữ đúng lời hứa xử lý xong trùng cuối liền chủ động tới giao mạng vào tay pho, cô bé suy nghĩ đắn đo cuối cùng bắt ông kể từ bây giờ hãy tận sức với cha mẹ nuôi. Vậy nên từ bây giờ ổng giao lại mọi việc cho lớp trẻ rửa tay gác kiếm về hưu an phận thủ thường dưới chức vị quản gia nhà hạ trong lâu đài ma vương. Pho còn tặng ổng cách tay giả hành động tiện hơn. Ổng vui lắm cúi đầu cảm tạ bé yêu còn bé lại ngại ngùng quay mặt đi. Cuối cùng sau tất cả khi biết chỉ có mình phải rời đi con bé Chastai khóc dòng cả đoạn đường. Anh giao cho ba Batos nhiệm vụ bảo vệ Chastai thời gian đầu nếu làm tốt thù lao chắc chắn sức đáng với công sức gã bỏ ra. Tên hám lợi nghe tới đoạn ông anh vung tiền như lá mít thuê mình lập tức chốt kèo đi thực hiện nhiệm vụ ngay kẻo thanh niên trừ vào tiền quỳ rượu hôm trước. Gia đình hạnh phúc đứng cạnh nhau ra gần nhận ra Nephi hình như muốn nói điều gì đó. Thanh niên nhẹ nhàng nâng mặt vợ lên chơi ngé ngọ. Anh xin lỗi vợ vì đêm qua để em một mình. Raphael nhanh tay che mắt con bé pho tránh bé nó nhìn thấy cảnh cấm kỵ của trẻ vị thành niên. Cứ nghĩ sau vụ một đi không trở về kia cuốn nhật ký thường nhật của pho sẽ được khép kín mãi mãi. Tuy nhiên nhờ tấm lòng tương thân tương ái đùm bọc nhau mọi người đã có cái kết viên mãn sống sót trong kỳ tích. Pho cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi sáng tỉnh giấc tại lâu đài ấm áp đầy tình thương. Không có quỷ giữ dòng ngó hay cũng chẳng xuất hiện drama giật chồng nhà người ta vân vân và mây mây bình yên tới kỳ lạ. Nhóc rất muốn xé bỏ trang nhật ký trước nhưng cuối cùng vẫn giữ lại xem như một kỷ niệm đáng nhớ. Khi ra gần tới cứu thì Pho đã buông bỏ được chấp niệm thù hận chấp nhận sống vô lo vô nghĩ dưới sự bao bọc từ vợ chồng khứa ra gần. Và cuối cùng thật may không ai vì cô bé xảy ra chút tổn hại nào, ngoài việc yêu thương cha mẹ nuôi cô bé còn ra tay giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung với mình. Khó tin dã man con ngan nhưng bây giờ thực sự tên kẻ thì đặc biệt ấy đã chấp nhận quay đầu là bờ đứng chung chiến tuyến với phe chính diện. Pho thật sự rất biết ơn mọi người, cả ra gần. Nephi, tóc đuôi ngựa và cả Raphael con bé dự tính thời gian tới chắc chắn hành động điều gì đó để trả ơn cơ mà dự tính thế thôi chứ còn làm gì con nhỏ cũng chưa biết. Cơ mà trước tiên nhỏ cần trở nên mạnh mẽ hơn đã và nhỏ chắc chắn cuốn nhật ký này vẫn sẽ được viết tiếp tục đều đặn trong khoảng thời gian dài. Xin phép kể sơ qua vài câu về cư dân mới tái định cư tòa lâu đài Raphael cũng tức kẻ thù do cha mẹ nuôi hai đứa vớt vát cứu rỗi. Ông ấy là người sở hữu kiếm thánh mạnh nhất giới kỵ sĩ thời xưa, hiện tại bớt mạng gòi mà vẫn dư sức dọa bọn kẻ thù sợ kinh hồn bạt phía. Lúc đầu pho hiểu lầm ổng là kẻ thù giết cha mình nhưng sự thật khác xa một trời một vực, ổng luôn kính trọng cha bé thậm chí sẵn sàng hy sinh một tay để bảo vệ bé pho. Ngoài việc chiến đấu ổng sở hữu nghề tay trái đầu bếp siêu vip chất hơn nước cất, những món ăn ngang ngửa tàn nấu nướng của Nephi lần lượt được ra lò. Raphael thiên về đồ ngọt hơn, mỗi lần ông cho ra món mới liền ưu tiên mang tới cho bé thử trước. Bây giờ vấn đề nan giải nhất của bé với ông ấy chính là mỗi lần con bé chăm chú nghiên cứu quan sát mỗi lần chim chuột đôi trẻ kia rót bao nhiêu mật cho khán giả thì ổng lại xông ra cấm cản. Với lý do em chưa 18 không được xem, lấy ví dụ điển hình cho thực tế như hôm nay Raphael đã dạy chị đẹp món bánh mới mang tên Macaron được sáng chế bởi vị pháp sư cổ đại mê ẩm thực từ ngàn đời trước. Tưởng đâu ổng chỉ biết cầm kiếm ai ngờ tay nghề ẩm thực còn ao trình cả bà hoàng nội trợ chúa tể nấu nướng Nephi luôn mới oách xà nách vừa nghe tới vợ đính thân nấu món này thanh niêm ra gần khó nóng kiềm chế muốn thử ngay cho nóng vốn phát cơm chóa suốt 11 tập đã quen sang tập cuối thánh thành thạo hơn hẳn rủ vợ hay chúng mình ăn cùng nha em vừa nói xong nhận ra mình lộ liễu quá cái mặt khứa đỏ bừng xấu hổ thật muốn độ thổ tại chỗ tuy nhiên Nephi như hiểu ý giải đường của thanh niên phối hợp ăn ý như bao cặp đôi yêu nhau thắm thiết khác cô cầm cái bánh lên mà đôi tai cứ liên tục vẫy vẫy biểu lộ sự hạnh phúc tuyệt vời nhỏ nhẹ nhàng đút cho thanh niên một miếng thì Raphael ở đằng sau ra sức che mắt cấm con bé pho nhìn màn chim chuột ngang nhiên từ đôi trẻ. Dù vậy qua vài lần thua sấp mặt con bé rút ra kinh nghiệm xương máu né bàn tay che lấp tầm nhìn của ổng nhanh như chớp, hình ảnh hiện ra rõ ràng IEK này con bé chiến thắng siêu vang dội. Thanh niên ăn bánh đã ngọt xong còn được vợ đút cho ăn tự nhiên hấp thụ 12 đường trong bánh. Có qua có lại tình cảm vợ chồng mới bền bỉ lâu dài khứa cũng cầm cái bánh kêu em yêu mau há miệng ra, lần này ông già bắt bài chặn đứng tầm nhìn của bé Phò. Con bé quạo ra mặt cơ mà dám chơi dám chịu nhỏ chấp nhận bỏ qua màn chim ô part 2 trong ngày. Tuy nhiên tiến độ vợ chồng nhà này chậm quá con bé nó sốt ruột rùm à nha. Cứ cái đàng ngang với rùa bò thế này biết bao giờ nhỏ mới lên trước chị gái đây không ấy cha mẹ nuôi bước vào lễ đường ngay bây giờ cũng không ai ý kiến ý cỏ gì đâu. Do Chastai sắp tới đây ăn nhờ ở đậu vài ngày nên đại gia đình cố ý chuẩn bị bữa tiệc linh đình chào đón nhỏ ghé chơi. Ba người lên xe ngựa tiến vào thành phố mua đồ dùng cần thiết thân thế bất phàm lại thêm vợ đẹp con khôn đầy đủ mọi người hết lời khen ngợi gia đình nhỏ nhà ma vương trông hạnh phúc hết phần thiên hạ xem ra bé vợ nhà anh thực sự rất được lòng người dân tại thị trấn thanh niên tự hào tới mức muốn lao ra khen vợ thêm vài câu nữa chứ em giỏi thật sự á càng ngày khứa càng đổ dạp dưới chân ẻm rồi nha mua gần đủ đồ nê đề nghị ghé qua tiệm quần áo bà chị manuala vài phút cứ nghĩ tới bà chị lắm chuyện ấy mên rén lắm cơ mà nào lỡ làm vợ tụt hứng đành miễn cưỡng đi theo Hóa ra Nephi tới để tặng bà ít bánh ngọt chứ lỡ vung tay quá đà làm nhiều quá ăn hết thì tiểu đường chết miệng nên mới mang phân phát cho mọi người. Đúng khẩu vị mình thích bà chị khoái khoái chảy nước miếng hết lời khen ngợi vợ ra gần sau đó liên tục gạ ẻm vào thử. Đồ vừa nhập dù ẻm từ chối còn nhiều việc khác cơ mà bà chị khẳng định mình lắp motor vào đít rồi sẽ nhanh thôi bé. Hai bên đang rằng co bà chị thấy ra gần với pho để ý chiếc máy phát nhạc cổ xưa bị hỏng dàn âm thâm lập tức chạy qua giới thiệu máy phát nhạc này do đám ăn mày lang thang trong thị trấn nhặt về gửi ở chỗ chị nhờ bán giúp tuy nhiên nó đã hỏng nặng nên nửa tháng nay chẳng ai thèm ngó ngàng tới chợt nhớ ngày xưa mình còn sống dưới thân phân ăn mày lang thang đầu đường xó chợ thánh vớ thứ gì lại mang nó qua cửa tiệm cầm cố đổi bữa ăn qua ngày đại gia tiêu tiền khỏi cần nghĩ thánh rút ba bọc tiền đưa cho bà chị chốt đơn máy phát nhạc bà chị kêu nhiều quá bây ơi cơ mà thánh bảo chị hãy dùng số tiền ấy may cho tụi nhỏ vài bộ quần ap đỡ tội chúng nó tên gọi ma vương nhưng tấm lòng bồ tát phổ độ chúng sinh bà chị vui mừng thay đám nhóc cảm ơn thanh niên ở nhà hai khứa ba và chastai đã tới hai đứa ngồi im lặng rõ sự trận nên nhỏ cố ý bắt chuyện dăm ba câu nhưng thằng ba ba cứ bày ra vẻ mặt sĩ gái ngứa cả mắt lát sau gia đình hạnh phúc trở về bé rồng hôm bữa lấy hết can đảm gọi tên người ta lâu lâu không gặp ngại quá đành gọi cái biệt danh tóc đuôi ngựa cho dễ nghe chastai cảm ơn bé vì đã mời mình tới chơi do công việc bề bộn sau cái chết của hồng y hiện đang thu dọn hiện trường bận hơn giám đốc nên chắc kế hoạch thay đổi nhỏ không quả qua đêm được ra gần tiến đến chỗ thằng bạn đang ngồi chơi sơi nước hỏi nhỏ cơn gió mặt dày nào mời mày tới đây thế babatos nghe sặc cả nước trà tao tới xin bữa cơm chùa tí làm gì căng giữ bé pho đứng bên hỏi mẹ có mua phần dư cho vị khách không mời mà tới kia không quả nhiên con gái nhà tông không giống lông cũng giống cánh babatos tính lên mặt đàn áp bé pho liền bị ông bố của năm vã cho vài cái bảo vệ con gái yêu Thằng kia lòng đau như cắt nước mắt đầu đìa nghe anh khẳng định so với bé pho quãng thời gian quen biết của đôi ra cũng chỉ là con số thôi cha nội ạ. À. Kết thúc màn đấu võ mồm ra gần vào trong sửa máy phát nhạc mẹ con Nephi cùng Chastai vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tuy hơi hậu đậu nhưng phụ nấu ăn Chastai khẳng định chắc mình lo được cơ mà vừa nói xong nhỏ tự vả vào, vào mặt một cú trời dáng bằng cách đổ cả rổ hoa quả xuống sàn nhà mới chịu cơ. Ở thư viện lắng nghe tình trạng gà bay chó sủa mỗi lần con báo ấy tới chơi nhiều lần quá rồi ra gần chả buồn nói nữa lát sau ba ba tô mò vào kể khổ với gia gần vụ mình hỗ trợ chastai còn mệt hơn cày cấp thăm ngàn đánh quái con nhỏ hậu đậu điên luôn tối nào cũng bày việc ra khiến cu cậu thu dọn tàn cuộc méo thể chợp mắt kiểu này chưa đợi kẻ xấu tới lấy mạng khứa ta chắc sẽ sức cùng lực kiệt mà xuống lỗ mất yên tâm chết tao nhặt xác cho thằng này mày phụ vãi bố mày đùa tí thôi ra gần kêu khứa cứ chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ cho tốt thích gì anh đây cũng chiều đấy xem như còn chút lương tâm tao tạm chấp nhận Quay trở lại phòng bếp, Nephi vừa nếm thử món tủ chastai sung phong nấu lập tức có ý định chạy ra mua vài viên cờ lâu xít phòng ngừ cả bọn ngộ đậu thực phẩm. Nó còn kinh khủng hơn nước bùn bà từng uống nữa á, hết cách hai mẹ còn đành tìm cớ đuổi con báo nhỏ ra ngoài bảo toàn tính mạnh cho cả nhà. Sửa xong chiếc máy phát nhạc ra gần bật cho cả bọn nghe, giai điệu du dương cực phê cơ mà hình như nó hơi lạc quẻ so với lâu đài ma vương đó mấy má. Raphael tiết lộ mình từng nghe những bản nhạc tương tự tại vũ trường nơi nam thanh nữ tú thi nhau nắm tay khiêu vũ. Tuy nhiên sau đó bằng lý do đặc biệt ổng bị cấm cửa hết những nơi tương tự khiến cả bọn tự hỏi không biết ổng vướng vào sai lầm trầm trọng gì để phải nhận cái kết đáng thế. Cơm chín mọi người bắt đầu nhập tiệc, do vui mừng quá độ thần cồn ba ba tos nửa bữa đã say bí tỉ bắt đầu cà khịa chắt tai trông chả giống phụ nữ tí éo nào đã vậy còn suốt ngày ôm gấu bông ngủ như bọn trầu tre. Tự nhiên bí mật thầm kín bị thằng nhóc khai thác đem ra bóc phốt con bé xấu hổ mắng thanh niên đê tiện dám theo dõi mình ư. Càng nói càng mất kiểm soát ra gần xiên cho nó cái để nó im cái mỏ hỗn lại tuy nhiên nó tiếp tục mượn rượu làm càng liên tục chê Chastai đủ điều làm con bé xấu hổ muốn khóc thét. Thấy tình hình hơi căng Nephi kể ra vụ hôm bữa nhỏ chúng độc người đưa nhỏ tới là Ba Ba Tos ấy. Ra gần đang sợ thằng cha ấy nói nhiều lộ vụ bí mật bảo vệ may sao vợ kịp thời cứu cánh tuyệt lắm em yêu. Mặc dù Ba Ba Tos từng cứu mình cơ mà việc nào ra việc đó cảm ơn song Chastai thù dai vẫn mang ý định xử lý gã vụ dòm trộm gái trinh nữ. Đúng lúc đó thằng ra gần tự nhiên uống chén súp lạ miệng lan ra bất tỉnh nhân sự kết thúc màn drama ẩm ý. Hóa ra bé pho cố tình tặng chén súp đặc biệt Chastai nấu cho thằng cha hay ăn chùa vừa hay lại thành công khiến gã ngậm miệng. Còn nhỏ Chastai biết mình nấu ra thứ độc dược hại người thất vọng trầm trọng xin thể xin hứa xin đảm bảo từ nay không bao giờ bước chân vô bếp nữa. Tối hôm đó ba ba Tos, dù ngủ say như chết vẫn không quên nhiệm vụ trốn vào xó phòng bảo vệ cô nàng hậu DH Chastai. Yêu nhau lắm cắn nhau đau hai đứa nó tụi cá sau này sẽ thành một đôi cho mà xem cái vai hợp quá trời quá đất. Tại phòng khách Jagan đang mải mê nghiên cứu cái máy phát nhạc thì bất ngờ Nephi xuất hiện cảm ơn anh vì đã mời mọi người tới đây. đã lâu lắm rồi cô chưa từng được dùng bữa với nhiều người trong không khí náo nhiệt tới vậy nên cô vui lắm. Jagan nhẹ nhàng bảo vợ miễn sao em thích là anh vui rồi. Cô hỏi anh lý do vì sao mua chiếc máy phát nhạc về. đơn giản anh muốn cho vợ nghe giai điệu tuyệt vời của nó thôi. Vâng anh chiều vợ nhưng người rung động là chúng tôi này. Hai vợ chồng sau đó ngồi bật nhạc nghe chiêu chiêu cạnh nhau, Nephi nổi hứng ngân nga giai điệu bài hát khiến thanh niên lần nữa mở mang tầm mắt trước giọng hát ngọt như mía lùi của vợ. Nhớ tới Raphael từng nói nhạc này rất thích hợp để khiêu vũ khứa mên cũng đú chen ngỏ ý mời vợ nhảy cùng mình mà không biết hai ông cháu nhà kia đang hóng hớt từ xa. Tuy nhiên khứa nào nhảy bao giờ nên cứ đứng đơ như khúc gỗ quê muốn đội quần may sao Raphael ra cứu cánh kịp thời. Tuy nhiên sau thời gian dạy dỗ nan giải ông đánh giá hai vợ chồng cần luyện tập nhiều hơn làm thanh niên quê đứng hình tại chỗ. Còn bé Pho ăn no cơm choáng ngáp ngắn ngáp dài thỏa mãn quay đầu về phòng. Sáng hôm sau thị trấn bất ngờ về chiếc máy phát nhạc tự động vang lên trong con ngõ hẻm khiến mọi người độ bộ ra nhảy nhót đồng thời nhờ vậy tình cảm giữa những người trong thị trấn càng trở nên gắn bó. Còn bây giờ quay trở lại buổi tối hôm trước lúc hai vợ chồng Ma Vương khiêu vũ cùng nhau. Hai vợ chồng đều bỡ ngỡ nhưng chính sự vụng về ấy lại tạo ra sự ngọt ngào khó cưỡng giữa đôi trẻ. Hai người thỉnh thoảng lại đỡ lấy eo nhau đầy dịu dàng. Cứ như thế hai vợ chồng vui vẻ nhảy chìm đắm trong tiếng nhạc dịu dàng nhảy cùng nhau dưới ánh trăng rực rỡ. Cuộc tình của đôi trẻ mới chớm nở cơ mà phần này tới đây the en rồi. Lụy quá trời lụy đôi vợ chồng nhà mày luôn ấy. Anh em nào xem xong bộ này mà phải đi gắn răng giả bởi độ ngọt rụng răng sâu thì ngoi lên comment cho ad chung thuyền tới nha khoa với nhé. Còn bây giờ hết phim gọi bye bye anh em.